Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh thuộc thể loại Ma Làng Quê. Và những câu chuyện Ma Làng Quê thì nó đã gắn bó với tên tuổi của tác giả Mạnh Ninh. Những câu từ, câu chữ hay những đoạn đối thoại cực kỳ đặc biệt của tác giả Mạnh Ninh với một phong cách vô cùng riêng biệt đã đem lại những câu chuyện với những nội dung rất là đa dạng, phong phú và tạo rất là nhiều dấu ấn trong lòng quý khán giả. Và ngày hôm nay, hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh cũng rất là hay, với ngòi bút sắc sảo tinh tế của anh, với những ngôn từ vô cùng sắc bén, anh tạo ra cho chúng ta hai câu chuyện với đầy sức hấp dẫn. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tôi đối với gia đình kỳ lạ này lúc nào cũng có cảm giác tò mò. Hình như sau cánh cổng gỗ ọp ẹp kia ẩn chứa bao điều kỳ dị, nửa như lôi cuốn, nửa còn lại làm bản thân tôi hoang mang và kinh sợ. Nhưng càng tò mò thì bản thân càng bị thôi thúc bắt mình khám phá cho bằng được, để rồi khi xanh mặt vì chứng kiến những chuyện liêu trai thì chỉ biết tìm đến gia đình như cái phao cứu cánh cuối cùng. Nhưng thời điểm đó, những người lớn cho rằng bọn trẻ con rất nhiều chuyện, hoặc giả như chẳng mấy ai tin vào việc gặp ma quỷ. Tất cả những chuyện mắt thấy tai nghe của tôi luôn được người lớn quy chụp chung là tưởng tượng. Vì lẽ đó nên dù có kể những chuyện này cho bà nội, ông nội hay mẹ, nhiều lắm cũng chỉ phát một cái nhẹ vào mông tôi, sau đó như đùa giỡn đang dậy. Tiếp theo ai nấy lại đi làm việc của mình, bỏ lại thằng bé 6 tuổi như tôi với mớ hồ nghi rắc rối. Trẻ con 6-7 tuổi đầu óc chỉ có dấu chấm hỏi, đối với cái gì cũng tò mò. Vì vậy tôi để ý đến đứa con út của gia đình đó, không ai khác chính là thằng Lèo và bố nó bằng tuổi tôi. Dạo đó là năm 1986, nhằm đúng dịp nghỉ hè, lại thêm việc cha mẹ tôi bận chuyến hàng buôn ở tận xứ Thanh, nên tôi chuyển hẳn sang bên nhà ngoại ở Cao Bằng để ăn ở, cũng tiện cho việc học tập về sau. Hành trang mang theo cũng chỉ có 2-3 bộ quần áo, một con siêu nhân nhựa hàng tàu mà anh Năm hàng xóm vứt đi, tôi nhặt ở hàng rào, một cái nón nan tôi coi là tài sản quý báu. Nhà ngoại tôi dạo đó sống ở một ngôi làng khá heo hút, đường vào làng hai bên phủ ngập bóng tre. Làng quy tập gần 300 hộ dân nên cũng khá thưa thớt. Tôi còn nhớ từ con ngõ bụi bặm quẹo vào nhà ngoại tôi có một cái ao lớn lắm. Xung quanh nhà ngoại là tán lá cây che kín, quanh năm phủ bóng mát. Sau lưng là đám ruộng lúa trải dài ngút tầm mắt. Mỗi con ngõ nhỏ trong làng này, từ đầu tới đuôi, luôn có một hai chỗ ăn thông, giống như một cái lưới lớn, vừa giống một khoảnh ruộng che kín khe ránh. Và quả thật sau khi tìm tòi khám phá, thì ngôi làng này không có đường cụt. Đám trẻ con dạo ấy bất luận lớn bé đều là kẻ nuôi thả. Mùa xuân chơi đánh khăn, mùa hè đi tắm sông, mùa thu chơi trong chóng, mùa đông thì đào trộm khoai. Tụi tôi dạo ấy quay đi quẩn lại chỉ nghĩ làm thế nào đổi phương thức chơi. Khi đó bất cứ ai vào làng này, hầu như tùy ý cũng có thể thấy được đám tiểu quỷ chúng tôi, đầu đầy mồ hôi bùn đất, chạy nhảy điên cuồng, có lúc sẽ đụng phải người lớn làm việc bận rộn. Cha mẹ thỉnh thoảng quát mắng một câu, rồi cũng không có thời gian mà quản nữa. Và nói thật làm sao mà quản chúng tôi cho nổi. Đương nhiên, loại địa hình này thích hợp nhất cũng dễ dàng để cho chúng tôi mặc sức chạy nhảy nô đùa. Và trong đám bạn dạo ấy tôi nhớ nhất và cũng ấn tượng nhất đó là thằng Lèo. Một phần vì nó bằng tuổi tôi, phần khác là hầu hết đám trẻ con trong làng chẳng hiểu lý do gì mà xa lánh, không cho nó chơi chung. Nếu không có tôi bắt chuyện, chắc nó chỉ lủi thủi chơi một mình ở gốc si già trước cổng. Theo lời bà ngoại kể, và cũng như thông tin mật mà đám trẻ con trong làng kể, tôi được biết cả nhà 4 người nhà thằng Lèo đều không phải là dân nguyên quán vùng này. Cha của thằng Lèo tên là Đũa, năm đó ngoài 40 làm nghề thợ mộc. Người đàn ông sức vóc lực điền ấy để lại ấn tượng cho tôi bằng bộ ria mép rậm rạp, dáng đi như rắn bò và là người nói rất nhiều, nhưng được cái tính tình thơm thảo. Lần nào sang nhà rủ thằng Lèo đi chơi, ông Đũa cũng cho tôi khi thì củ khoai, khi thì cái bánh. Có khi là cái kẹo chảy nước mà ông bảo là thắp hương trên bàn thờ, quên không lấy xuống để lâu nên thành ra vậy.
Ông Đũa ngoài việc làm mộc còn kiêm thêm nghề chài cá. Bản thân ông ta có thể nhìn ăn nhìn mặc, nhưng lúc nào cũng phải bảo đảm cho hai đứa con trai mỗi ngày có thịt có cá. Nhưng có lẽ do hoàn cảnh quá nghèo, lại thêm việc thằng con lớn quanh năm quặt quẹo ốm đau. Có những ngày việc ở xưởng mộc không có, chải lưới nguyên đêm chẳng bắt được thứ gì. Ông Đũa chỉ biết dùng hai tay trần đến hồ nước phụ cận, bắt một vài con cóc nấu cho hai đứa con ăn. Dù tay mình bị nọc độc ra cóc bài tiết tổn thiên. Ông Đũa ngoài việc làm mộc còn kiêm thêm cái nghề chài cá. Bản thân ông ta có thể nhìn ăn nhìn mặc, nhưng lúc nào cũng phải bảo đảm cho hai đứa con trai mỗi ngày có thịt có cá. Nhưng có lẽ do hoàn cảnh quá nghèo, lại thêm việc thằng con lớn quanh năm quặt quẹo ốm đau. Có những ngày việc ở xưởng mộc không có, chải lưới nguyên đêm chẳng bắt được thứ gì. Ông Đũa chỉ biết dùng hai tay trần đến hồ nước phụ bắt một vài con cóc nấu cho hai đứa con ăn, dù tay mình bị nọc độc da cóc bài tiết tổn thương. Cho nên đám trẻ con chúng tôi vô cùng ghen tị với anh em thằng Lèo vì được chiều chuộng quá độ. Mẹ thằng Lèo mới thực sự là người gây ấn tượng mạnh nhất bởi dáng hình và tính cách cổ quái. Khác xa với ông chồng mồm năm miệng mười, mẹ thằng Lèo là bà cái rất kiệm lời. Một người đàn bà với cơ thể gầy gò xanh xao, cái mũi khoằm to tướng, choán hết khuôn mặt. Hàm răng vàng vọt và mái tóc lưa thưa, hệt như ông Ba Bị trong những câu chuyện ngoại kể. Quả thật bà cái là người cực kỳ cổ quái, bất luận xuân hạ thu đông. Bà đều mặc một thân áo sơ mi hoa nhỏ và quần tây màu nâu thật mỏng. Mỗi ngày cầm trong tay một nắm thóc gọi mấy con gà mái bà nuôi, so với bà, càng gầy trơ xương như que củi mà cho ăn. Và cũng chỉ cố định một khung giờ, đó là 12 giờ trưa và lúc sẩm tối. Theo quan sát của tôi, bà cái không thích trò chuyện với hàng xóm, nhưng bà thường dựa vào việc chẻ tre, đàn mấy cái lồng gà nhằm phụ chồng mình, bán lấy tiền nuôi sống hai vợ chồng và hai đứa con trai. Tỉ như một ít chổi, đấu gạo, nón vân vân. Trên mặt bà luôn lộ ra vẻ đau khổ khó gọi tên, như bệnh nhân bị bệnh khó nói vậy, hoặc như đứa bé luôn đợi bị quở trách. Gương mặt bà vàng như thóc và đôi môi xanh hơi khô khốc cũng khiến người ta nhìn vào vô cùng khó chịu. Có một điều tôi nhận ra, đó là mỗi lần thấy con trai quay về, trong ánh mắt không cách nào che giấu chán ghét và sợ hãi, nhưng hoàn toàn tương phản với hành động quan tâm săn sóc mà bà dành cho thằng con trai út của mình. Giọng nói của bà ấy luôn rất trầm, giống như cách một lớp màng che, hoặc là từ lòng đất vọng lại vậy. Giữa trời nóng nghe như tiếng rít của ve sầu sắp tắt thở. Người phụ nữ này tuy không thích tham gia náo nhiệt, nhưng thường có thể nghe thấy bà và con trai trò chuyện. Nhưng phần lớn, bà nói chứ không nghe được con trai bà trả lời. Song thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài câu, bởi vì phần lớn thời gian ban ngày của thằng Lèo là bám đít tôi ở bên ngoài chơi đùa. Chỉ có buổi tối, hai mẹ con mới cùng một chỗ trò chuyện. Có mấy lần tôi thức dậy đi tiểu, nghe thấy bên cạnh nhà có động tĩnh, liền ghé vào dưới cửa sổ nhà họ lén nghe. Thật tuyệt vì gia đình nội tôi cách nhà thằng Lèo chỉ một hàng rào lâm bụt. Nhưng nội dung nói chuyện rất kỳ lạ, thậm chí khiến tôi khó hiểu. Đại để như: mày tha cho nhà tao đi, mày rốt cuộc còn có yêu cầu gì? Hay như: mày còn định hành hạ gia đình tao tới khi nào? Còn chưa chịu buông tha cho gia đình tao sao? Đổi lại chỉ là tiếng thằng Lèo cười ha hả. Thành âm lạnh lẽo ấy làm tôi rùng mình, và kỳ lạ là nó chỉ lặp đi lặp lại chàng cười ấy mà không đáp lời. Chỗ nhà bà ngoại ở vốn là con ngõ dẫn ra gần cánh đồng nhất, nên cứ chiều chiều là đám choai choai kéo nhau ra đó chơi. Dĩ nhiên chỉ cần nghe tiếng ý ới là tôi đã ba chân bốn cẳng tót đi rồi. Vùng này trẻ con từ 5 đến 8, 9 tuổi của gom lại cũng lên tới hơn 20 ông tướng. Do gia cảnh mọi người không khác biệt lắm, đều không giàu có, trẻ con nhà nghèo dường như thiên tính thích giúp đỡ nhau, cho nên thằng Lèo chưa tới vài ngày đã lăn lộn quen với tất cả mọi người. Chỉ có điều thằng Lèo hơi quái dị theo cách riêng không lẫn vào đâu được. Trên thân ảnh gầy quắt queo như ma đói là cái đầu rất lớn, lớn đến mức chúng tôi hay gọi nó là thằng Rành Tích. Hơn thế nữa, ông trời lại phú cho nó ngũ quan kỳ lạ, cơ hồ là bằng phẳng, không chút nhấp nhô.
Từ xa nhìn lại giống như một trái bong bóng được thổi lên, sau đó tinh tế tô lại ngũ quan mặt người. Trên cái cổ cao liêu nghêu ấy là đống xương sọ to mà bóng tròn, điểm xuyến mấy sợi tóc trơn ướt. Lớp dưới da đầu mỏng mà trắng bóc như vải vóc bị giặt thuốc tẩy nhiều lần. Từng mạch máu màu tím xanh cỡ ống hút có thể thấy được rõ ràng. Mắt của thằng Lèo rất nhỏ, lông mi lưa thưa làm cho người ta gần như cảm giác đôi mắt kia giống như hai hạt đậu nhét vào trong một nắm bột mì. Nhưng thằng Lèo lại rất thích nheo mắt nói chuyện. Án ngữ trên mặt là cái mũi to bè, sống mũi không cao, rộng mà ngắn, còn hơi lõm xuống phía dưới. Đôi môi dày hơi nhếch lên trên lúc nào cũng như ngậm bồ hòn. Không những thế, đám da cánh tay của thằng Lèo luôn sưng tấy thành màu bán trong suốt, như da heo xé xuống thật mỏng vậy. Đôi bàn tay nó luôn ướt nhẹp. Mỗi lần tôi nắm tay nó, cảm giác trơn nhẵn, giống như nắm một cục xà bông vậy. Bản thân thằng Lèo ít nói hệt như mẹ nó, hệt như nó không thích nói chuyện lắm, nhưng mỗi lần nói lại như người lớn vậy, luôn giáo huấn đám trẻ cùng tuổi chúng tôi. Mà mọi người đối với lời nói của nó cũng đặc biệt tin phục. Có những lúc tôi lại thấy thằng Lèo rất quái dị. Nó đứng tha thần nhìn về con sông như người mất hồn. Có khi lại buột miệng bảo rằng mùng 1 tháng 7 âm lịch nó chết. Hoặc có khi lại cười hành hạch rồi làm nhảm điều gì nghe không thành tiếng. Tôi đem sự ấy kể cho ông bà ngoại mình nhưng chẳng ai tin. Cho đến đúng đêm ngày 15 tháng 7 âm ấy, làng này xảy ra một cơn mưa máu gió tanh. Đúng là anh em thằng Lèo chết. Đêm hôm đó, tôi nằm chằn chọc mãi cũng không thể ngủ được. Mặc cho bà tôi hát ca dao đến rã cả họng. Độ 3 ngày gần đây, thằng Lèo cứ luôn miệng làm nhảm rằng sắp có người bắt nó đi. Tôi đã cố gắng hỏi, nhưng làm cách nào nó cũng lắc đầu, lặng im không đáp. Dẫu mới chỉ là thằng nhóc con 6 tuổi, nói trước quên sau. Nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ ghim chặt lời nó nói. Tiếng ấy như lời chăn chối, nửa như chỉ điểm làm tôi cứ nôn nao trong lòng. Lẽ thường sau một ngày chạy nhảy, tôi đã lăn quay ra ngủ. Có hôm còn chả thèm tắm rửa gì. Ấy vậy mà đêm hôm ấy như có một sức mạnh vô hình bắt tôi phải thức. Cho đến tầm nửa đêm, tôi chợt mình lăn qua lăn lại, bỗng nhìn cảm giác tối nay nóng có phần gay gắt. Vốn dĩ giường tôi kê sát cửa sổ nhìn ra khúc sông rộng rãi sau nhà. Lẽ thường gió đêm phải vô cùng mát mẻ, mà bây giờ gió yếu ghê gớm. Cái quạt con cóc cũng ngừng quay, bóng đèn hắt ánh sáng đỏ quẹt trên bàn thờ cũng đột ngột tắt lịm. Bất thình lình nửa dưới người căng thẳng, có chút mắc tiểu. Tôi từ giường trúc bỏ dậy, xoa đôi mắt đang cay xè rồi lật đật trở dậy đi chân trần bỏ ra bên hông nhà, nơi có hàng rào dâm bụt rồi vạch quần ra xả lũ. Con ngõ nhỏ dẫn lối vào nhà tôi rất hẹp. Vào mùa hạ, nhà cửa của mấy nhà gần đây giống như một cái lồng hấp. Sau khi rùng mình lắc lắc cháy ớt chỉ thiên, tôi kéo quần rồi quay đầu trở vào trong. Vừa đến cửa thì bắt gặp ông bà đem chiếu ra ngoài. Nhắc thấy bóng tôi, bà mệt mỏi bảo: "Của Diễn đấy hử? Ra ngoài nằm cho mát, mất điện rồi." Tôi vâng dạ rồi lần mò bỏ vào trong vì nhớ ra con siêu nhân của mình còn trên giường. Không có nó tôi không ngủ được. Trong nhà là một màu đen như hũ nút, ánh trăng nhạt lẫn sau tầng mây hắt thứ ánh sáng bàng bạc qua ô cửa, chẳng đủ soi sáng không gian căn nhà đang vô cùng ngột ngạt. Tôi dò dẫm một hồi rồi tính trở ra. Lúc ánh mắt vô tình liếc qua cửa sổ, tôi ngây người mất mấy giây vì hình như có bóng người thấp bé vừa lướt qua sau nhà. Tò mò, tôi tính trèo lên giường ngó qua cửa sổ thì tiếng bà tôi đã vọng lại sau lưng: "Diễn ơi, làm gì trong đấy mà lâu thế? Ra nằm bà, quạt cho mà ngủ này." Tôi vâng dạ rồi nhanh chóng quên bén chuyện kỳ lạ vừa rồi và dò dẫm trở ra hiên nhà. Tiếng xôn xao trong xóm cũng diễn ra. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng lầm bầm chửi thề của ai đó còn cất lên rõ mồn một. Nhà nào nhà nấy nơi hiên nhà đều len lói ánh đèn dầu. Hầu hết hơn chục ngôi nhà trong ngõ, tất cả mọi người có lẽ cũng đem nào giường, nào chiếu trúc chạy ra bên ngoài để tránh nóng. Nhà bà ngoại tôi ở gần cuối con ngõ thâm u, mà ở đây mỗi nhà mỗi hộ đều không có nhà xí. Người lớn phải đi hơn 100 thước ra ngoài cánh đồng để vệ sinh. Về phần trẻ con đều giống nhau là xả tạm ở cống nước bên cạnh đối phó tạm,
Thành ra tiếng chân người kéo nhau đi đái cũng vọng lại rõ mồn một. Bỗng chốc xóm nghèo lại rộn lên, nhưng rất nhanh lại chìm vào không khí u tịch. Ai cũng cần nghỉ ngơi để sáng sớm lại cắm mặt ngoài đồng. Gục đầu nằm trong lòng bà mình, ném ánh mắt ra xa, tôi có thể lờ mờ thấy ngoài cửa nhà đều nằm mấy người. Mọi người không hề nhúc nhích, giống như hàng hóa chất đống không nhận ra được mặt ai. Ánh trăng màu bạc xuyên qua khe hở của đám cây cối rậm rạp chiếu rọi trên bắp thịt trần trụi của họ, phản xạ ánh sáng kỳ dị. Sát cạnh nhà tôi là nhà cụ Tám làm nghề hàng mã. Thấp thoáng trong không gian tranh tối tranh sáng đó là đám hình nhân cụ Tám chất đứng lố nhố đầy sân. Vừa vặn gặp một gió lớn thốc qua, từng chồng người nộm trần trụi trên đất trống. Tôi thoáng rùng mình, hầu như không phân biệt được những thứ nằm trên đất kia có phải người thật hay không. Nằm một lúc cũng chẳng thể ngủ được, tôi lại lật đật ngồi dậy tha thần chơi một mình. Ngó sang thấy ông bà mình đã ngủ, mà ngủ nhe răng, hai tay đặt trên ngực. Chả hiểu sao lúc ấy tôi mường tượng ông bà mình hệt như xác chết chẳng còn sinh khí, chỉ chờ đem vào quan tài rồi mang đi chôn. Tha thần chơi một lát, bỗng dưng tôi tò mò ngó sang nhà thằng Lèo. Lạ thay nóng bức như thế mà nhà nó cửa đóng then cài, tuyệt chẳng thấy bóng dáng một ai ngủ bên ngoài. Đến lúc này tôi mới sực tỉnh, vì hình như từ khi chuyển đến nhà ông bà ngoại sinh sống đến giờ, bất luận thời tiết nóng thế nào, tôi cũng không hề thấy gia đình nhà ông đũa ăn ngủ bên ngoài. Mỗi lần ăn xong cơm tối, cả nhà liền vào nhà đóng cửa thật sớm. Tính tò mò cố hữu lại nổi lên, tôi lật đật đứng dậy định qua chỗ hàng rào nhìn xem đến cùng. Nhưng chưa kịp đánh mắt qua khe hở thì bất thình lình thanh âm kéo kẹt nơi đầu cổng nhà thằng Lèo vọng ra, làm tôi giật mình khựng lại. Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi giật mình khi thấy một bóng đàn bà mặc vải xô trắng lầm lũi tiến từ ngoài cổng vào. Người đàn bà ấy nom khá trẻ, tóc thả dài, dáng dấp ấy tựa tầm bằng tuổi dì út nhà tôi. Phần vì mái tóc che mất một nửa khuôn mặt, phần vì ánh trăng bàng bạc chẳng đủ soi tỏ dung nhan, nên tôi chẳng thể nhận ra bóng đàn bà đó là người nào trong làng. Người đàn bà đi rất nhẹ, tựa hồ chân không chạm đất, vì tôi chẳng nghe thấy tiếng động nào phát ra. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, từ lúc tôi thấy người đàn bà này, thần trí tôi như mụ mị, chân tay chết cứng, toàn thân lạnh toát, cổ họng không thể thốt được tiếng nào. Mất mấy giây sau tôi mới bàng hoàng như sực tỉnh cơn mộng mị. Theo bản năng, tôi vội vàng ngồi thụp xuống bên cạnh một đám dâm bụt rậm rạp, đưa tay gạt mớ lá che mắt, định thần nhìn kỹ một chút. Tôi chợt ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Người đàn bà đó lách người vào trong nhà rồi rất nhanh lại trở ra. Một nửa gương mặt lạnh lẽo vô hồn của bà ta quay về hướng tôi, toát ra cảm giác hưng phấn và giải thoát không còn cách nào ức chế. Giống như tù nhân đã mãn hạn ra tù vậy, lại như con bạc trong canh bạc đang quan tâm đến kết quả. Trong tay bà lăm lăm sợi dây thừng buộc trâu, toàn thân toát ra ánh sáng mờ mờ xanh thẳm. Người đàn bà đi giật lùi, vừa đi vừa giơ tay vào trong nhà vẫy vẫy, miệng làm nhảm điều gì đó tôi nghe không rõ. Người đàn bà cứ giật lùi từ bậc cửa ra đến giữa sân, vượt qua chỗ tôi núp và biến mất sau cánh cổng có cây gòn 7 tầng đang im lìm vươn cành hệt như những cánh tay ma quái trong bóng đêm. Rất may, có lẽ bà đang nôn nóng rời đi, không hề chú ý tới tôi. Tôi định thần nhìn lại, cánh cổng vẫn khép hờ, gặp gió đang đung đưa nhẹ nhẹ. Đang định bỏ vào nơi ông bà nằm, thì tôi bất giác lại khựng lại vì tiếng kèn kẹt lại dội vào tai tôi. Và lần này phát ra từ cánh cửa chính nhà thằng Lèo. Vừa đánh mắt nhìn sang thì tôi giật mình khi thấy thằng Lèo lầm lũi gục đầu từ bên trong nhà đi ra. Tôi định lên tiếng gọi, nhưng luồng gió lạnh từ sau nhà thổi ập đến, mang theo hơi lạnh tột cùng làm tôi khẽ co ro, cổ họng cũng cứng ngắc, hệt như bị ai đó bóp chặt. Đôi mắt tôi đã quen với màn đêm, cứ chừng ra nhìn chằm chằm sang nhà thằng Lèo. Lúc thằng Lèo ngang qua chỗ tôi ngồi, bất giác nó quay ngoắt đầu nhìn chừng chừng thẳng mặt làm tôi á khẩu. Theo phản xạ ngã ngồi ra sau. Chỉ một giây thoáng đó, tôi hái hùng nhận ra mắt thằng Lèo không hề nhỏ như ban ngày từng thấy, trái lại hiện lên ánh sáng như mắt mèo vậy. Đến khi định thần lại, tôi tiếp tục ghé mắt nhìn sang, cũng là lúc thằng Lèo đang lầm lũi tiến ra cổng. Nhìn cái tướng đi lật đật như con rối gỗ,
mà tôi không khỏi rùng mình. Thằng Lèo vừa đi vừa lẩm bẩm, thanh âm ập ẻ nơi đầu lưỡi hệt như tiếng rắn thở. Cô ơi, đợi cháu với, đợi cháu với. Thanh âm ấy khác xa tiếng nói ngày thường của nó, âm điệu trầm khàn rất thấp, lại giống như giọng nói của một người đàn ông trưởng thành. Giống cậu và ông ngoại tôi thì đúng hơn, nhưng u uất và vô hồn. Ngay sau đó thằng Lèo đẩy cổng ra đi, theo hướng người đàn bà ban nãy, rồi mất dạng sau cánh cổng tồi tàn. Tôi hơi sợ, cảm giác nóng bức trước kia đã quét sạch, toàn thân tựa hồ như vừa ngâm nước đá. Với tâm thức của một đứa trẻ lên 6, tôi chẳng suy nghĩ được điều gì sâu xa. Bất giác, da gà nổi lên trên hai cánh tay và lật đật trở lại hiên nhà, cúi đầu lên tay bà ngoại rồi ngủ mà chẳng suy nghĩ gì thêm. Dẫu thế, hình ảnh người đàn bà ban nãy và giọng nói của thằng Lèo cứ quẩn quanh, ám ảnh tâm trí làm tôi không thể chợp mắt. Tôi đối với chuyện xảy ra ban nãy cảm thấy vô cùng không chân thật. Có lẽ tôi đã nằm mơ, căn bản chưa từng xảy ra. Ngay lúc đó tôi an ủi mình như thế. Đang lăn qua lăn lại thì bất thình lình gió đột ngột trở lạnh như dao sắt cứa thịt, làm tôi khẽ rùng mình. Lạ thay, ông bà ngoại tôi cứ tỏ ra như không. Tôi bất giác rúc vào lòng bà cho vơi đi cảm giác giá rét đang xâm chiếm cơ thể mình. Thì lạ thay, tay tôi lại chạm vào thứ gì đó tròn vo như quả cầu thịt. Vừa mở mắt nhìn, tôi suýt nữa đái tổ tổ ra quần, vì nằm bên cạnh tôi nãy giờ không phải bà ngoại mình mà là thằng Lèo, và bàn tay tôi đang sờ trên đầu cậu ta. Thằng Lèo nằm sát mặt tôi, cách chỉ độ một gang tay, đang trừng hai mắt, cánh mũi phập phồng nhìn tôi. Đương nhiên tôi giật mình kêu thét một tiếng, xong rất nhanh cậu ta dùng tay che miệng tôi. Đi theo tao, Dĩ ơi. Thằng Lèo nói xong quay lưng đi ra ngoài, tiếng nói âm vang thoát tục đó vọng ra như từ cõi nào thăm thẳm. Nó như lời cầu xin, nửa như mời gọi, làm tôi gật đầu mà chẳng đắn đo. Toàn thân tôi như chúng ta, cứ lầm lũi bám theo bóng thằng Lèo ra ngoài con ngõ âm u, dẫn ra ngoài cánh đồng và khúc sông u ám. Đám ruộng nơi chúng tôi chơi đùa náo nhiệt ban ngày, giờ đây vắng vẻ im lìm tựa như một vùng đất chết. Những năm đó còn chưa có các loại hàng quán về đêm như quán rượu, tiệm nét, cho dù là tivi cũng là xa xỉ phẩm của một số ít người. Quãng thời gian này bên ngoài, ngoại trừ đám thuyền chài răng lưới đêm, ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Tiếng bước chân của tôi và thằng Lèo quanh quẩn vẽ khắp con đường thâm u còn phủ đầy bụi bặm. Thằng Lèo cứ cắm mặt đi, chẳng nói với tôi tiếng nào. Nó gục đầu đi không nhanh không chậm, chẳng biết qua bao nhiêu cánh đồng, cứ thế đi mãi cho đến gần khúc sông sát bãi Tham Ma. Tôi nhìn không được mới cất tiếng hỏi. Lèo ơi, mày đang đi đâu đó? Thằng Lèo vẫn chậm chậm bước đi, chẳng thèm quay mặt lại mà tiếp tục đáp tôi bằng chất giọng u uất. Tao đưa mày đi tìm xác. Tìm xác? Tìm xác ai hả? Tôi lẩm bẩm hỏi. Xong lần này thằng Lèo không trả lời. Nó cứ lầm lũi đi ở phía trước, cách tôi độ 5 bước chân. Bất giác nó cất tiếng cười, đôi vai khẽ rung lên theo mỗi nhịp bước chân đi, làm cái đầu to tướng như sắp rơi ra khỏi cổ. Tôi cũng chẳng hỏi thêm, cứ như có người dắt tay kéo đi. Không biết đi bao lâu, tôi gần như mệt muốn nhắm tịt hai mắt. Ngay lúc đó tôi đụng phải người thằng Lèo. Hóa ra nó đang đứng khựng lại, mắt chăm chăm nhìn vào khu mả hoang, nơi chôn thây xác chết trôi dạt về làng. Thằng Lèo đứng im lìm không nói năng gì. Tôi thấy lạ bèn vỗ vai nó hỏi. Mày dắt tao ra đây làm gì? Thằng Lèo bất thần quay đầu lại. Chỉ một giây đó thôi, tôi kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra sau. Rõ ràng thân người nó vẫn quay lưng với tôi, nhưng cái đầu loe hoe vài cọng tóc lại quay ngược lại đằng sau. Thành âm của tiếng vạn xương phát ra răng rắc. Thằng Lèo đứng nhìn tôi chăm chăm, hai hốc mắt lúc này là một khoảng đen ngòm. Dưới ánh trăng đang rỉ ra hai dòng máu thâm sỉ, nhễu ra cả khóe miệng mấp máy, làn da nó tím thâm, trên cổ còn hẳn lên vết dây thừng tím lịm. Nó đứng im lìm trong không gian nhập nhoạng đó, bàn tay xương sầu khẽ chỉ về khúc sông cuối nghĩa địa rồi cất lời. Trong đêm khuya thanh vắng, thanh điệu ấy lạnh lẽo đến vô hồn.
xác tao ở ven sông kia kìa. Đừng cho người nhà tao ra tìm. Đừng cho người nhà tao ra tìm. Dín, Dín ơi, làm gì mà gào ầm lên thế hử? Tiếng bà ngoại cất lên làm tôi ú ớ choàng tỉnh. Hãi hùng nhận ra là cơn mơ. Tôi tái mặt ôm chầm lấy bà mình rồi khóc lên rấm rứt. Chưa kịp lên tiếng gặng hỏi thì nhà thằng Lèo đã râm ran. Ông đũa chạy sộc sang nhà tôi rồi lắp bắp. Bác Trọng ơi, thằng Lèo nhà em có sang nhà bác chơi không? Ông ngoại tôi cả kinh lắc đầu. Đêm hôm, nó mò qua đây làm gì? Ông đũa không đáp rồi lao nhanh sang nhà hàng xóm gặng hỏi sự tình. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thấy bóng dáng nó đâu. Tin thằng Lèo mất tích rộ lên nhanh chóng, làm con ngõ nhỏ và cả làng phút chốc náo động hẳn lên. Ngược dòng thời gian trở về một tiếng đồng hồ trước, ông Năm Cù đang ngồi bên chiếc bàn uống nước, ném ánh mắt ra khúc sông thâm u mà thở dài thườn thượt. Vậy là đã 3 tháng kể từ khi con gái ông mất tích đến giờ. Gia đình ông Năm Cù vốn dĩ chỉ có 2 cha con sống nương tựa vào nhau. Vậy mà chẳng hiểu sao sau một buổi chiều con gái ông đột ngột mất tích khi lên chợ huyện mua dầu đèn. Mặc cho ông Năm Cù hỏi khắp làng trên xóm dưới, nhưng con gái ông cứ như không tồn tại trên cõi đời này. Có kẻ thương tình bảo với ông Năm Cù là con bé theo trai, nhưng ông gạt phắt đi. Cho dù con bé đẹp người đẹp nết là trốn theo đuổi của biết bao thanh niên trong và ngoài làng, nhưng đẻ ra con lại 10 mấy năm tự tay nuôi nấng sau khi vợ mất. Ông hiểu tính con bé lắm. Ngồi nghĩ ngợi một lúc đờ đẫn, ông Năm Cù mới mệt mỏi lê thân vào trong. Nóng, đêm nay thực sự không gian cực kỳ bức bách. Hơi nóng tháng cô hồn lên từ đất mẹ làm ông cảm thấy ngột ngạt. Sấm chớp đánh vang liên tục, sáng tím cả một góc trời nhưng mưa vẫn không tìm đến. Mấy hôm nay đều vậy. Ông Năm thở dài phanh cái áo ngực ngồi xuống giường. Chiếc giường che ọp ẹp khẽ oằn xuống và vang lên tiếng cọt kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Đành ánh mắt ra khung cửa lờ mờ ánh sáng, ngó nhìn đám cây cối ủ rũ nằm ngả nằm nghiêng. Tiếng dế kêu rít rít liên hồi. Gió từ con sông lạnh lẽo miên man thổi vào nhà, luồn lách qua mọi ngõ ngách, mang đến một làn hơi khô rát u buồn. Ông Năm Cù chỉ ước có mưa. Ngay lúc này với ông và nhiều người thì cơn mưa là một liều thuốc an thần, làm cho đầu óc thư giãn, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Bên trong làng im ắng chẳng có tiếng động. Căn nhà ông tọa lạc ở khúc sông hoang lạnh, cách đám mả hoang nơi chôn thay người làng một quãng càng vắng lặng gấp 10. Không khí có phần thê lương, làm ông Năm Cù có phần khó chịu. Gần nửa đêm, tầm này có lẽ cả làng đã ngủ hết, chỉ còn mình ông là lẻ loi thưởng thức nỗi buồn sâu thẳm, đầy tuyệt vọng của trời đêm này. Ông đoán vậy. Ngó nhìn màn đêm thâm u đang rợp trong ánh chớp, bất thần tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác với 3 tháng trước. Lúc ấy hồi hộp hoang mang, lo lắng cho con gái bao nhiêu, thì bây giờ ông Năm Cù bỗng thấy quặn lòng. Tâm trạng ông đột nhiên trùng xuống, bồn chồn lo lắng vạn phần. Không phải là ông lo cho số phận của bản thân mình, mà là lo cho đứa con gái nhỏ bé của mình. Nói rủi như con bé có mệnh hệ gì thì ông sống làm sao. Nằm một lúc miên man trong mớ bòng bong, ông Năm Cù lại lật đật trở dậy. Với tay lấy một nén nhang, ông nhanh chóng châm lửa đoạn cắm xuống, xì sụp khấn vái ra tiên một hồi, hít một hơi sâu vào lồng ngực. Giờ ông đã cảm thấy tự tin hơn, quả quyết tin rằng con gái ông chỉ bỏ đi đâu một thời gian. Suy nghĩ được chốc lát, ông Năm Cù lại trở lại chiếc giường che ọp ẹp và cũng nhanh chóng thiếp đi. Cảm giác trời đêm nay trong phút chốc thật là yên bình, tĩnh lặng. Có lẽ nỗi nhớ con làm ông Năm Cù nhanh chóng bị kéo lại thực tế phũ phàng. Lại một lần nữa ông trở dậy, nhìn ra ngoài khung cửa. Ông bần thần chợt nghĩ ngợi miên man về điều gì đó. Trong tiềm thức của ông, đột ngột lại nhớ về gương mặt, dáng đi của con gái mình. Một nỗi nhớ đến cồn cào, xé ruột, xé gan. Cũng vì nỗi nhớ cồn cào, lại thêm việc chẳng thể ngủ lại, ông Năm Cù đột nhiên muốn thả bộ ra ngoài bãi bồi. Cái bãi bồi hoang vắng đã chứng kiến cho tình cảm của người cha và đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào. Khung cảnh đêm khuya vừa lúc thích hợp rất giống với quang cảnh ngày xưa, khi con bé chưa mất tăm mất tích. Nghĩ đoạn ông nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, xỏ vội đôi dép vào chân.
khoác vội cái áo khoác mỏng lên người rồi thả bộ dưới ánh trăng. Hướng đến chính là cái bãi bồi ở ngay gần nhà mình và cách bãi tha ma của làng chỉ mấy trăm mét. Nhưng ông Năm Cù vừa bước ra khỏi cổng nhà được nửa bước thì đôi bàn chân ông dường như không sao bước nổi, giống như có một bàn tay vô hình đang níu giữ khiến ông không thể bước tiếp. Gió đêm bỗng nổi mạnh, trong cái tiết trời tháng 7 cô hồn, tiếng cầu kinh từ ngôi chùa gần đó vọng ra não nề. Liền lúc đó một cơn gió lạnh sộc vào thân thể, làm chân tay ông run rẩy. Cái lạnh thấm qua da thịt, lan ra khắp lục phủ ngũ tạng làm ông rùng mình. Hai hàm răng va vào nhau lách cách. Bất giác ông Năm Cù lại trở ngược vào nhà và cũng quyết định gạt phăng cái ý định ra dạo ở bãi bồi giữa đêm khuya. Ông Năm Cù nhấp ngụm trà rồi co mình trên ghế lẩm bẩm. Đêm này lạ thật, mới ban nãy còn ngột ngạt bức bối, giờ cứ như tháng chạp, lạnh gì mà lạnh thế. Quả thật lời ông Năm Cù nói không sai, bên ngoài tiết trời đột nhiên quá lạnh lẽo. Ông Năm Cù thở dài, đưa tay đóng cửa lại rồi chui lên giường cho bớt lạnh. Chiếc chăn lùng bùng ở góc giường, ông Năm Cù thò nửa thân mình vào trong thì chợt cảm thấy tay mình dường như đang sờ phải một vật gì đó lạnh lẽo, lại ướt sũng. Ông Năm Cù mơn man mò mẫm tiếp thì giật bắn mình, vì cái thứ ở trong chăn lại chính là một thân người bằng xương bằng thịt. Ông Năm Cù ú ớ đạp tung chăn, bùng vằng nhảy xuống dưới đất cuống quýt ngã ngồi ra sau. Mấy giây sau hoàn hồn, ông liên tục tự vỗ vào đầu mình. Chắc có lẽ ông bị điên rồi, hồn ma nào có thể tồn tại trên đời, vì ông là người đã từng trải qua trăm trận đánh giặc, đã bao lần sống chết dưới mưa bom bão đạn. Những chuyện ma quỷ không thể nào xảy ra được, chắc chắn là do tinh thần ông không ổn định, không quen thủy thổ đêm nay nên mới sinh ra loại cảm giác như vậy. Ông Năm Cù vỗ vỗ đầu thêm vài nhát nữa rồi lật nhanh cái chăn ở trên giường mở ra. Và lần này quả thực là chẳng có người nào đang nằm trong chăn cả. Điều đó chứng thực là vừa rồi ông Năm Cù sợ quá nên đã tưởng tượng ra thân người nằm trong chăn mà thôi. Khi thần trí hoàn lại, ông Năm Cù lại một lần nữa giật thót khi nghe thấy giọng nói thì thào ở đâu đó, xen lẫn tiếng gió rít lọt qua khe cửa ở ngoài đêm đen. Ngày 15 tháng 7. Ngày 15 tháng 7. Ông Năm Cù nghe trong tiếng gió xen lẫn mà cảm thấy rùng mình. Rõ ràng là tiếng người mà lại giống như là tiếng gió rít thành những âm thanh na ná giống như vậy. Hay là do chính ông tưởng tượng ra chăng? Ông Năm Cù lắc đầu nguôi nguẩy, không tin vào những gì mình mới nghe được. Nhưng cảm giác lo sợ bắt đầu xâm chiếm toàn thân. Ông lật đật chui đầu vào trong chăn và cố nhắm mắt lại, mặc cho những gì xảy ra ở ngoài kia có như thế nào đi chăng nữa. Hay dù trong chăn có xuất hiện thân người đi chăng nữa, ông cũng sẽ không cử động thêm một chút nào. Ngoài cửa, gió chợt ngừng bặt. Ông Năm Cù ôm chăn trùm kín, thấy một lúc lâu không có chuyện gì nữa thì mới thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Ông dần thở phào nhẹ nhõm, vì lúc này những thứ đáng sợ ấy đã không tiếp tục hiện lên nữa. Nhưng ông lại bần thần nghĩ đến cái âm thanh xen lẫn trong gió kia nhắc đến. Ngày 15 tháng 7. Ngày 15 tháng 7 nào? Hôm nay mới mùng 12. Ông Năm Cù lờ mờ cảm giác ra điều gì đó. Phải chăng sự kiện kinh khủng nào đó đáng sợ hơn nhiều sắp ập đến với ông và với làng này? Ông Năm Cù lắc đầu quyết định đi ngủ luôn. Và ngày mai ông sẽ dành cả một ngày để tìm hiểu tình hình của làng mình trong những năm qua. Ngoài trời gió đã tắt dần và ông Năm Cù đã chìm vào giấc ngủ mộng mị. Nằm ngủ chưa được quá 10 phút, ông Năm Cù lại bàng hoàng trở dậy. Trong giấc mơ mộng mị ấy, ông nghe thấy có tiếng chân người nện rất nhẹ trên đất, kèm theo tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười ấy đích thị là của trẻ con, nhưng nghe ma quái lắm. Bên ngoài trời trăng đã thoát khỏi tầng mây và sáng vằng vặc, không khí đã bớt đi phần nào tịch liêu. Nằm lăn qua lăn lại cố dỗ giấc ngủ cũng chẳng thể ngủ lại. Buồn chân buồn tay, ông Năm Cù trở dậy bắn điếu thuốc lào rồi tha thần vác thuyền đi chạy lưới. Việc chạy lưới đêm đã thành thói quen lâu nay của ông. Giờ này đám thuyền chài hoạt động nhộn nhịp lắm. Ông Năm Cù một tay vác thuyền, tay kia cầm cái bình ắc quy rồi xăm xăm tiến lại khúc sông. Không khí yên tĩnh của buổi đêm chỉ có tiếng côn trùng bên bờ sông kêu rả rích. Gió đã ngừng thổi,
và xung quanh sương đêm xuống che mờ mịt một khúc. Vừa toan thả thuyền xuống thì ông khẽ giật mình khi thấy xa xa ở lòng sông sát cạnh khu mả hoang của làng, sau màn sương mỏng, dưới ánh trăng leo lắt có bóng đen gì đó đang trôi, một khúc gỗ lớn chăng? Mà mùa này làm gì có mưa lũ mà có cây đổ. Cái bóng đen đó vẫn từ từ trôi. Ông căng mắt lên nhìn, giữa không gian yên tĩnh đến lạ, cái bóng ấy dần dần hiện lên hình dáng một vật như thân cây chuối đang trôi chậm chậm theo dòng nước, không nghe có tiếng động. Ông năm cù chép miệng rồi bắt đầu buông mái chèo. Hôm nay nhằm ngày mùng 2 tháng 7 cô hồn, trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt sông thật đẹp. Ông năm cù buông lưới rồi rút cái điếu ra bắn một hơi, ngả người vào lòng thuyền. Ông năm cù vê thuốc rồi ngồi nhẩm nha mấy câu ả đào. Thềm nhà thấp thoáng trăng tròn, gió vàng hiu hắt như gương mặt sầu. Niềm tâm sự thất cao mọi lẽ, tình cảnh này biết kể cùng ai, chứ mà kể cùng ai. Giọng ông năm cù đền rĩ nghe câu được câu mất. Ông thẫn thờ nhìn trời, nhìn sông, rồi lại nghĩ về con gái mình. Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh vì tiếng quấy nước thật lớn. Ông năm cù khạc bãi đầm, nhổ tuẹt xuống nước rồi chép miệng. Mẹ kiếp, cái chốn tiên cảnh thế này mà tiên sư đứa nào kháo chuyện bậy bạ, rõ là đám yếu bóng vía. Từ độ chưa có câu chuyện mà mọi người bàn tán rằng lâu lâu thấy một bóng trắng lởn vởn cạnh bãi bồi này. Khúc sông này buổi tối nhộn nhịp lắm. Ngoài ông năm cù đi thả vó ra, còn mấy đứa nhỏ tầm 11-12 tuổi đi soi ếch với chiếc đèn pin nhỏ xíu. Chúng hay lên nhà ông chơi, ngồi nghe ông kể chuyện bên tây bên tàu. Vậy mà nay vắng tiệt, đố có đứa nào bén mảng đến khúc sông này. Ông năm cù đâm ra buồn lắm, chả biết chuyện trò với ai. Ngẩm nga thêm tí nữa, ông bắt tay vào kéo lưới. Cái tiết trời tháng 7 cô hồn nóng hừng hực, thế mà giờ lạnh buốt. Từng cơn gió cứ thốc vào tấm thân gầy của ông năm cù, từng đợt. Ông khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo rồi mà vẫn lạnh. Chửi động vài câu, ông lọ mọ dừng tay lưới châm điếu thuốc cho ấm bụng, ngáp ngắn ngáp dài. Trong bóng đêm lờ mờ ánh trăng kia, điếu thuốc của ông đỏ rực, lập lòe như mấy con chơi ở khu mạ. Ông năm cù chả sợ bố con nhà ma nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đi đêm đi hôm, ông chả biết con ma nó hình thù ra làm sao, có đáng sợ như dân gian đồn đại không. Mà nếu có, chắc ông cũng hủ cho nó chạy té khói. Bất chợt, ông năm cù nghe vẳng lại tiếng khóc từ phía dốc cạnh khu mạ. Đầu tiên là nghe loáng thoáng, sau đó rõ dần rồi rít lên từng chập, nghe ai oán não nề. Hẳn như người khóc có chuyện gì buồn đến thảm thiết thì tiếng khóc mới thê lương như vậy. Ông năm cù giọng tai nghe có tiếng phụ nữ. Quái lạ, khuya vậy rồi ai còn lang thang ở nghĩa địa nữa chứ. Tiếng khóc vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe rợn rợn. Cho chiếc thuyền tấp vào bờ, ông năm cù tiến lại gần cái miếu ngự ngay đầu nghĩa địa. Cái miếu này bỏ hoang đã lâu, chỉ thắp mỗi cái bóng đèn hạt lựu đỏ chét, nhìn là muốn bỏ chạy. Từ khi trời nhập nhoạng đã chẳng thấy ai dám bén mảng ra chốn này. Ông năm cù mỗi lúc mỗi gần cái miếu hơn, bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của phụ nữ. Ông năm cù nhìn vào miếu chả thấy có ai. Theo tiếng cười, ông chèo thuyền ra thêm một đoạn, chỗ có rặng lục bình gần gốc đa già. Chưa kịp định thần thì một tiếng ồm vọng lại làm ông hoảng hồn. Ông năm cù lấy hết can đảm chèo sát lại. Chỉ một giây thôi, ông kinh hãi rú lên rồi dồn hết hơi tàn chèo ngược trở lại bến. Cùng lúc ấy, dân làng ùn ùn kéo nhau ra khúc sông, đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Ai nấy cũng thì nhau vạch bờ vạch bụi để tìm xem thằng Lèo có bị ma giấu hay không. Hầu hết người dân ở Việt Nam chắc hẳn ai cũng có một lần nghe dân gian truyền tụng những câu chuyện ly kỳ về hiện tượng ma đưa với nhiều tình tiết mang tính huyền bí tâm linh. Người Việt thường dùng khái niệm ma đưa để lý giải cho những trường hợp bị lạc trong rừng, có những biểu hiện bất thường như đi lòng vòng trong rừng không biết đường về nhà, bị giấu vào bụi rậm, gai góc, ăn uống bất thường. Làng này cũng không phải ngoại lệ. Nói đâu xa, mới cách đây non nửa tháng, làng này gặp một chuyện náo động. Đó là thằng Sửu con ông Duẩn bị ma giấu vào bụi rậm. Chuyện ấy diễn ra oái oăm lắm.
Thằng Sửu này cũng trong đám phá làng phá xóm của chúng tôi. Đêm hôm ấy đi chơi chẳng hiểu sao mãi không về. Dân làng dạo ấy cũng đổ xô đi tìm giúp vợ chồng ông Duẩn, nhưng làm cách nào cũng không tìm ra tăm hơi thằng này. Đến tận 10 giờ đêm, ông bạn hàng xóm mới bảo: "Thằng này khéo bị ma giấu rồi. Nhà mày sang làng bên nhờ cô Đồng Nhi về đây xem cho." Có bệnh vái tứ phương. Một mặt anh em họ hàng nhà ông Duẩn cùng dân làng đi lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm. Một mặt một người họ hàng nhanh chóng lấy xe Honda chở ông cụ bạn đi mời cô Đồng. Mất khoảng chừng nửa tiếng sau, bà Đồng Nhi có mặt, trên vai đeo theo túi vải màu đỏ. Bà Đồng vừa bước xuống xe kêu lấy ra một cái bàn với 3 cây nhang, 2 cây đèn cầy. Tôi lúc đó cũng theo ông bà đi xem náo động. Nhắc thấy sự ấy thì nghĩ bà Đồng này chuẩn bị làm phép giống mấy ông pháp sư trong phim cương thi bên Hồng Kông. Nhưng không phải. Nhang đèn, bàn chuẩn bị xong xuôi. Bà Đồng Nhi lấy trong túi vải ra một cái khăn màu đỏ phủ lên bàn. Một cái đồ cắm nhang làm bằng đất đã khô rồi. Một ít bông vạn thọ tươi chắc bà vừa hái ở nhà và mấy cái bánh bông lan. Chuẩn bị mọi thứ xong, bà Đồng Nhi đốt nhang, nhắm mắt lại khấn lầm rầm, không ai nghe rõ là gì, rồi hỏi tên tuổi thằng Sửu. Được một lúc bà mở mắt ra, mặt căng thẳng, bà hỏi: "Thằng Sửu là con ai ở đây?" Mọi người giật mình vì nãy giờ có ai nhắc tới thằng Sửu đâu. Ngay cả người họ hàng và ông bạn cũng chưa đả động gì. Ông Duẩn xanh mặt, giọng run run: "Thằng Sửu, nó là con của con. Có gì vậy cô?" Bà Đồng Nhi nhìn ông Duẩn rồi quay qua bàn thờ, nhắm mắt lại khấn tiếp, hỏi họ tên tuổi thằng Sửu. Mọi người im lặng theo dõi, chỉ nghe tiếng ếch nhái xung quanh giữa cái không gian gần nửa đêm vang lên từng chập. Tôi đứng chèn vào giữa hàng vì sợ quá. Được tầm gần 5 phút, bà Đồng Nhi cắm nhang, đốt cây đèn cầy rồi kéo tay bà Duẩn đi thẳng vào đám sậy đằng trước. Mọi người định đi theo sau, nhưng bà Đồng Nhi không cho. Từ từ thấy bà Đồng với vợ ông Duẩn đi khuất sau đám sậy, chỉ còn mỗi bóng của cây đèn đang cháy leo lét. Đột nhiên, nghe tiếng vợ ông Duẩn kêu lên, rõ to. Bà Đồng Nhi cũng kêu lên: "Đứa nào ở ngoài, chặn nó lại, đừng để nó chạy." Mọi người đứng ngoài kinh hãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe trong đám sậy ầm ầm như có con trâu đang quậy trong đó. Rồi thằng Sửu ở đâu chạy ra, nhìn nó ai cũng muốn chết đứng. Hai con mắt nó xanh lẻ như mắt mèo ban đêm bị đèn chiếu vào, tóc tai bù xù, mặt nó có mấy vết xước, máu đang chảy, áo thì đứt nút hết, nước miếng nhễu hai bên mép đang cắm đầu chạy ra. Bà Đồng Nhi kêu lên: "Chặn nó lại, nhét bông vạn thọ vào miệng nó." Ông Duẩn với hai ông anh ở xóm chặn đầu, gạt chân vật nó xuống. Ông Duẩn cuống cuồng lấy bông vạn thọ nhét vào miệng nó. Thằng Sửu gầm gừ như con thú bị sập bẫy. Bốn người đàn ông mà làm muốn không lại nó. Bà Đồng Nhi với lại vợ ông Duẩn đi ra. Nhìn vợ ông Duẩn sơ xác như vừa mới chết đi sống lại. Bà Đồng Nhi chẳng chậm chân tiến lại chỗ thằng Sửu nhìn nó. Gọi họ tên của thằng Sửu mấy lần. Lúc này nó bắt đầu hiền lại rồi từ từ nhắm mắt như ngủ. Bà Đồng Nhi kêu mọi người chở nó về nhà, tắm rửa thay đồ cho nó. Vợ chồng ông Duẩn ở lại với bà Đồng cúng vái gì một lúc nữa mới về. Trở lại hiện tại, cả làng đang điên cuồng vạch bờ bụi và gọi tên thằng Lèo, nhưng dường như vô vọng. Đang tính gõ cửa thầy thì bất thần tiếng cào đến lạc giọng của ông Năm Gù, làm cả làng hoảng hồn. "Chết người rồi! Làng nước ơi! Chết người rồi!" Cả đám súng lại giữ chặt ông Năm Gù. Mất mấy giây sau, ông Năm Gù mới chỉ tay ra khúc sông mà lắp bắp: "Chết! Con nhà đũa chết nổi ở sông rồi! Xác tấp vào đám lục bình, cạnh gốc đà, nơi nghĩa địa kia kìa." Bà đũa nghe tin ấy thì lăn quay ra ngất lịm. Mấy người đàn bà hớt hải dìu bà về. Về phần ông đũa, ông cùng dân làng chạy thục mạng ra gốc cây đa. Nhưng lạ thay chẳng thấy cái xác nào cả, mà chỉ có một thân cây chuối nổi dập dềnh trên mặt sông u ám. Cả làng vừa giận vừa buồn cười vì sự nhầm lẫn ấy. Lúc đó tôi đã tỉnh cơn sốt mê man và như có một sức mạnh vô hình bắt tôi phải kéo ngoại ra đây bằng được, mặc cho ngoại tôi cấm cản.
Ngay lúc ấy đột nhiên đôi môi tôi mấp máy như có ai điều khiển. Giọng nói oang oang của tôi làm đám người lớn nhanh chóng im bặt. Có người nhà ở đây thì không tìm được xác nó đâu. Xác nó nằm ngay kia kìa. Lời ấy như một sức mạnh vô hình làm ai nấy đều thất sắc nhìn tôi. Biết là có sự lạ, ông cụ Bản đần người ra rồi tiến lại cho ông đũa nhỏ giọng. Trong chuyện này ắt có sự lạ. Mày nghe chú cứ về nhà đi xem sao. Ông đũa dù đắn đo lắm nhưng cũng nén tiếng thở dài bỏ về. Bóng ông vừa khuất sau rặng tre thì một giọng nói run rẩy thốt lên làm cả đám mấy chục người xuống lại. Tìm được rồi. Quả thật dưới đám lục bình ban nãy, khúc chuối ấy giờ đã biến thành cỗ thây thằng lèo. Thân xác nó đã xanh bợt, mắt trợn trừng, mồm ngoác ra cực kỳ ai oán. Hôm ấy đã bước sang ngày mùng 2 âm lịch tháng mở cửa mạ. Cái chết của thằng lèo như một sự đả kích lớn với tôi. Nhìn cái xác thằng lèo trương phành đặt trên tấm chiếu hoa ở giữa sân, mắt cá chân bị dập nát, trên người lại có vết như giống móng tay cào, còn rơm rớm máu, và cổ hẳn lên vết dây thừng tím lịm, ai nấy cũng không khỏi bàng hoàng và có chút rờn rợn. Dân làng nghe tin thằng lèo chết nổi ở sông đã kéo đến mỗi lúc một đông. Tiếng xì xào râm ran diễn ra dọc con đường đất tối om như mực. Ánh trăng thượng tuần không thể soi tỏ con đường với hai hàng tre xóa kín ôm gọn lấy con đường dài và nhỏ này. Mấy chục bóng đèn đang hối hả tiến đến ngôi nhà của vợ chồng ông đũa nằm tít ở cuối làng, cách con sông cả quanh năm nước chảy đục ngầu. Vẳng trong tiếng gió xe sắt đang rít lên từng hồi, tiếng râm ran ấy mỗi lúc một lớn. Mấy người họ hàng ở làng bên của gia đình ông đũa đang ngồi đần mặt ở chiếc bàn tre ọp ẹp kê sát cửa sổ. Bà đũa ngất lịm chưa tỉnh, ông đũa thì đang ôm lấy cái xác cứng đờ, trợn trừng hai mắt của con trai mình mà gào khóc váng lên. Ôi Lèo ơi, con ơi là con, sao mày nỡ bỏ cha mà đi Lèo ơi? Ôi giời cao đất dày ơi, sao lại bắt con tôi đi thế này hả giời ơi? Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hò nhau kẻ an ủi hai cha con ông đũa, kẻ nhanh chóng dựng rạp bạt, khăn tang trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm thê lương bao trùm lấy căn nhà, làm ồn ào cả một triền sông. Lúc ấy nhằm đúng 3 giờ sáng, ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch. Thằng Lèo chết không biết giờ tử, nên điều đó tối kỵ lắm. Dân gian gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Mấy người họ hàng cứ chọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở làng này. Xác thằng Lèo đã cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót. Mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thây vô hồn. Người dân làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng khỏi nghiến vào nhau. Một người đàn bà trong bộ áo nâu sồng rách bơm khẽ thở dài, rồi bỏ một bốc gạo và 3 đồng tiền vào miệng nó, rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng trên mặt cái xác lạnh lẽo vô hồn. Chôn cất thằng Lèo xong xuôi chẳng có sự gì lạ xảy ra thêm, duy chỉ có tôi sợ đến mất mặt. Bẵng đi 3 ngày đến lễ tam chiêu, họ hàng nhà ông đũa đã thỉnh hai vị sư thầy về để làm lễ mở cửa mạ và trấn an gia trạch. Lúc đàn lễ đang đi rầm cầu khấn thì mấy chiếc cốc thủy tinh đựng dầu đèn bên trong đột nhiên nứt toác. Tiếng tách của chiếc cốc phát ra cũng là lúc vị sư thầy thượng đàn chính lăn ra hộc máu ngất lịm. Cây phàn máng bên bàn thờ cũng đột nhiên rung lắc dữ dội. Cả đám hãi lắm hò nhau bỏ chạy chối chết. Ông Biểu là trưởng tộc cùng mấy cụ già vững tâm hơn, cứ lạy như tế sao, rồi hò mấy người bê vị sư nọ ra giường, đoạn thi nhau đánh gió. Một lúc lâu sau, vị sư mới hồi tỉnh phần nào. Cả đám anh em nhà ông Biểu xung quanh hỏi chuyện, vị sư tay lần chẳng hạt rồi bảo. Lúc đang làm lễ, đột nhiên ta thấy choáng váng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có người đàn bà còn trẻ lắm, tay cắp thúng đứng nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Sau đó ta ngất lịm, chẳng nhớ gì nữa. Nhưng sư thầy vừa kịp dứt lời, tức thì cái di ảnh của thằng Lèo đặt trên bàn thờ đột nhiên bốc cháy. Di ảnh cháy từ phần áo cho tới miệng, đến phần môi của thằng Lèo, đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức ghê rợn.
Môi của thằng Lèo hơi vểnh lên như bất mãn. Phần mắt của Di Ảnh cũng bị ngọn lửa xâm chiếm, cháy lan rộng ra, vừa đủ một con mắt rồi tắt ngấm, biến toàn bộ đôi mắt của nó trong Di Ảnh thành một màu đen đáng sợ. Sự ấy chưa lắng xuống thì đến đêm hôm ấy, cơn mưa máu gió tanh lại ập đến với gia đình ông bà Đũa. Tôi còn nhớ lúc ấy đang rúc trong lòng ngoài thì cả nhà nghe tiếng bà Đũa la hét om sòm đến lạc cả giọng. Lúc Túa ra xem náo động, tôi giật mình khi thấy bên nhà ông Đũa toàn người lớn xúm lại. Cuống cuồng bám quần ngoại chạy sang, tôi thấy ông Nhữ làm thầy thuốc đông y trong xóm đang xách ngược anh trai thằng Lèo. Chân trên trời, đầu thỏng xuống đất, xốc xốc người cái thân người ướt nhẹp. Tiếng bàn tán xôn xao vọng ra, đại loại là thằng này rớt giếng. Lạ một điều là cái giếng có thành cao, thằng này lại ốm quặt quẹo, quanh năm ngồi trên giường thì đêm hôm mò ra giếng làm gì. Sau một hồi xốc nước cống chạy vòng vòng, ông Nhữ thở dài lắc đầu bảo: thằng bé chết rồi. Nghe tới đó tôi sợ quá bám chặt ngoài mình. Đám người lớn thấy vậy kêu ngoại dắt mình về nhà. Còn nít coi rồi tối không ngủ được. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà mà không dám ngoái đầu lại. Hàng xóm lúc ấy bu lại đông lắm. Tiếng bà Đũa gào khóc giữa đêm đen làm ai nấy cũng rùng mình, xen chút thương xót. Bà nội nó thì ngồi thừ khóc. Lúc ấy ông Đũa chán đời sau cái chết của thằng Lèo nên đi uống rượu chưa về. Hôm ấy nhằm ngày mùng 5 âm lịch, tháng mở cửa mà. Bất thần tôi khẽ ớn lạnh. Vậy ngày 15 tháng 7 này sẽ còn thứ kinh khủng nào ập xuống. Đêm hôm đó khi liệm anh thằng Lèo, trời tối nhưng quang cảnh u ám rùng rợn hẳn. Bọn trẻ con trong xóm không đứa nào dám ra ngoài nhìn, kể cả đứa tò mò như tôi. Vậy mà nhân lúc chẳng có ai ở nhà, tôi cũng chui hàng rào sang xem. Thú thật lúc đó ở nhà một mình còn đáng sợ hơn vạn phần. Khi bỏ anh thằng Lèo là thằng Lợ vào trong quan tài thì đôi mắt nó trợn ngược lên, vuốt mãi không nhắm. Bà Đũa càng khóc dữ dội hơn. Ông Đũa thì chẳng còn sức mà khóc. Ông cứ ngồi bệt ở đất mà nốc rượu ừng ực. Ngay lúc đó thằng cháu họ của ông Đũa năm đó lên 8 cùng bố mẹ sang đây lo liệu ma chay cho thằng Lợ, đột nhiên lăn quay ra lên cơn co giật. Mắt nó nổi gân máu đỏ, trợn ngược nhìn trần nhà. Lâu lâu liếc ngang liếc dọc, cả nhà cực kỳ quái đản. Đám họ hàng khiếp hồn chạy tới, người thì bóp chân bóp tay, kẻ thì bôi dầu, có kẻ sợ quá sức chịu đựng nên xỉu tại chỗ. Lúc này nhà trên nơi đặt quan tài của thằng Lợ bất thình lình có một cơn gió lùa nhẹ, làm đèn dầu len lói tắt hết. Chú thằng Lợ nhanh tay thắp lại đèn và thắp hương khấn bàn thờ tổ tiên và khấn thằng cháu mình thì gió ngừng thôi. Ngay lúc đó một ông cụ chống gậy trúc có mặt trong đám lo liệu ma chay thở dài bảo: không ổn rồi, nó chết dở trùng nên nó sẽ về lôi thêm mấy người trong nhà theo đấy. Cả họ nhà ông Đũa phút chốc ầm ĩ cả lên. Ông trưởng tộc nhanh chóng cho người sang mời thầy khu, một thầy bùa có tiếng ở làng này chuyên về chấn yểm, cúng bái. Ông thầy sau một lúc bấm đồn thì bảo rằng: thằng này chết phạm dở trùng nhưng nhẹ. Giờ ta dùng bài tứ sắc và bùa chấn trùng để chấn yểm vong linh nó. Tuy nhiên chỉ là tạm thời thôi. Nhà này gặp trùng tang thuộc trùng tuần đầu. Tính từ lúc chết cho đến lúc hết tuần đầu, đây cũng là trùng tang khá nặng và có thể kéo dài đến 49 ngày, tức là cúng 49 ngày đó. Lúc này tiếng la hét ở trong buồng vọng ra lớn lắm. Mọi người dồn hết ánh nhìn về thằng bé đang co giật. Ông trưởng tộc sực tỉnh bèn kể lại chuyện thằng bé cho thầy nghe. Thầy khu vạch đồng tử thằng bé, rồi sai mọi người nấu một nồi cháo trắng, ít trái cây, bình hoa và giấy vàng bạc để thầy làm lễ cúng. Khi ra tới giếng, làn hơi nước mỏng bốc lên từ mặt giếng bỗng nhiên như đứng sững lại, tạo thành lớp sương mỏng. Lạ thay giờ đó mà đám gà không vào chuồng ngủ mà đứng đầy cạnh miệng giếng. Đám họ hàng nhà ông Đũa định xua đi, nhưng thầy ngăn lại bảo kệ chúng nó. Thấy nhanh tay sai người nhà bày ra bàn cúng với cháo trắng, trái cây, nhang đèn và bắt đầu cúng. Đoàn thầy rải cháo xuống giếng. Bọt khí nổi lên sùng sục, làm mấy con gà chạy tán loạn vào bụi rậm gần đó. Lạ thay trong nhà thằng nhỏ bớt co giật và ngất đi. Thầy đeo cho nó một cái vòng đã làm phép bằng đồng và bảo: sớm mai thầy sẽ qua sớm, phải chôn vào ngày mai và đem vong trùng đi gửi.
Tôi khuyên chân thành là phải gửi ngay vào chùa Hàm Long. Chùa Hàm Long đệ nhất giữ vong ở thành phố Bắc Ninh. Đây là ngôi chùa cổ mấy trăm năm nằm trên sườn núi, địa thế rất đẹp. Chùa có những cây cổ thụ cực to và cũng là một trong những nơi đào tạo các nhà sư ở Việt Nam. Từ trong Nam ngoài Bắc, trùng tang đều đem về đó gửi. Có vậy sự mới thành. Nhưng có lẽ thầy Khu tính toán sai, hoặc giả như trong đó có uẩn khúc, nên hôm sau nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch tiếp tục xảy ra sự việc kỳ quái. Hôm sau mọi người chuẩn bị đồ cúng tiền giấy, muối giấy tiền rải đường. Mọi người trong nhà nhìn vẻ mặt thấm mệt do khóc nhiều, ai cũng lo cho vợ chồng ông Đũa. Bà Đũa cứ ôm quan tài nhìn xa xăm, lâu lâu cười lên như điên dại, ai thấy cũng xót xa cho cảnh người tóc bạc tiến người tóc xanh. Sau khi thầy làm lễ trục vong xong thì làm lễ di quan. Trước khi khiêng quan tài đi, tôi thấy có một đội quân mặc đồ lính ngày xưa, tay cầm đuốc và có một ông tướng dẫn đầu. Hai tay cầm hai cây đuốc lớn chạy quanh quan tài và đọc gì thì tôi không biết. Sau đó nguyên đội lính khiêng quan tài đi. Lạ cái là 8 người mà khiêng không nổi cái quan tài thằng con nít. Ông thầy Khu trong trang phục vị tướng dẫn đầu gõ gõ hai cây gỗ trên tay và khấn gì đó thì quan tài nhẹ tênh. Tới nghĩa địa hạ quan thì mưa như chút nước, lèm nhèm mái mới lấp đầy hố huyệt. Cả đám vừa về nhà thì thằng cháu họ ông Đũa lại lên cơn co giật. Nó giật phăng cái vòng của ông, rồi trừng mắt, chỉ tay thẳng mặt vợ chồng ông Đũa, rồi gầm lên trước sự kinh sợ của dân làng. Thành âm ấy là giọng đàn bà cực kỳ ai oán. Chúng mày không đào xác tao lên, tao vật chết cả họ chúng mày. Vợ chồng ông Đũa ú ớ rồi lăn ra ngất lịm. Thầy Khu cả kinh, dậm chân thét lớn. Vong kia, mày ở đâu mà đến đây quấy phá đất này? Bất thình lình, vong quỷ trong thân xác thằng bé quỳ mọp xuống khóc đấm đứt. Và vẫn bằng giọng điệu u uất thoát tục đó, nó chỉ tay về phía vợ chồng ông Đũa rồi cất lời. Lạy thầy, con là con ông Năm Gù, nhà ở Bãi Bồi sau làng. 100 ngày trước con đi lên huyện mua dầu đèn. Lúc ngang qua con ngõ này tầm 5 giờ thì gặp lão Đũa. Lão nảy sinh tà dâm nên kéo con vào buồng rồi buông thói xuồng xã. Chuyện chưa thành thì mụ vợ lão về. Mụ ấy đập con vỡ đôi đầu vì nghĩ con gian dâm. Con chết oan lắm thầy ơi. Sợ sự phát giác, hai vợ chồng lão đem con ra mảnh đất sau nhà chôn. Lúc đang đào lỗ thì con ú ớ choàng tỉnh. Hai vợ chồng lão đẻ con ra rồi bóp con chết tươi. Xác con sau nhà kìa thầy ơi. Cả đám cả kinh há hốc mồm nhìn nhau. Nói rồi thằng bé lầm lũi trở ra sau nhà, chỉ tay vào đám đất cạnh rặng tre rồi lăn quay ra ngất lịm. Cả đám cuống cuồng đào lên thì quả thật có bộ xương trắng hếu bọc trong tấm chiếu cói. Ông Năm Gù cũng ngất lịm khi nhận ra cái vòng bạc trên cổ tay cái xác là của con gái mình. Vợ chồng ông Đũa bị bắt ngay tại trận khi còn chưa tỉnh lại. Lúc cả làng chói nghiến hai vợ chồng ác nhân lại chờ chính quyền đến thì bất thần cả hai hộc máu chết trợn mắt, hệt như lúc chết chứng kiến sự gì ghê sợ lắm. Sau hôm ấy, họ hàng nhà ông Đũa lập đàn cúng kiếng, 2 ngày 3 đêm mới giải xong cái ách. Cho đến 1 giờ sáng hôm ấy, khi tiếng tụng kinh thắng mở cửa mả của nhà ai vừa dứt, tôi đang rúc trong lòng bà ngoại ngủ ngon lành, thì bất thần nghe tiếng chân người đi sau nhà rất nhẹ. Liền sau đó cánh cửa chính từ từ mở ra, đem theo luồng hơi lạnh tột cùng sộc vào, làm tôi bàng hoàng tỉnh giấc. Tôi ú ớ gọi ngoại mình nhưng chẳng ai tỉnh. Cả hai ông bà đều ngủ li bì. Trong không gian lờ mờ ánh trăng đó, tôi nghe văng vẳng tiếng ai đó thì thầm những câu từ tiếng được tiếng mất. Ngày rằm cửa mở, hồn lại vong qua. Con nán lại đây, mời nhấp chung rượu, ngồi kể vu vơ. Chỉ nghe đừng chạm, có thích đừng rời, có giận đừng cản. Nên nhớ, hướng Tây có thổ thần, hướng Đông có bạch hổ. Xin kính trước ly này, hồn lại vong qua. Tôi bàng hoàng rùng mình, mấy giây sau như có ai cầm tay kéo dậy. Tôi lầm lũi đi ra cửa rồi giật mình khi thấy thằng Lèo đang đứng im lìm bên hàng rào dâm bụt. Nó nhìn tôi chằm chằm
rồi đưa tay vẫy vẫy. Cổ họng thoát ra lời thì thầm như sát bên tai: Dĩn ơi, xuống chơi với tao, tao không có bạn, Dĩn ơi. Như có một sức mạnh vô hình dẫn lối, tôi chậm chậm tiến ra ngoài cổng, nơi thằng Lèo đã đợi sẵn. Cả hai lầm lũi tiến về hướng khúc sông. Để rồi sáng hôm sau, lúc dân làng phát hiện ra, tôi chết ngửa bụng ở đó, lại nhằm đúng ngày 15 tháng 7. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một tập truyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Và ngay bây giờ, Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe thêm một tập truyện nữa cũng của người tác giả tài ba này quý vị nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Cách đây hơn 25 năm, làng Lam Điền xảy ra một vụ án khủng khiếp, còn được kể cho đến tận bây giờ. Không có đốt nhà giết người, không máu chảy đầu rơi, nhưng đó là tội ác thuộc loại táng tận lương tâm. Đào trộm mồ mả làm cho người chết cũng không được yên thân. Ngược dòng thời gian về 25 năm trước, câu chuyện báo oán tháng cô hồn sẽ dần được hé lộ khi tôi có dịp được nghe ông Cảm kể lại từ những việc chính mắt ông được thấy, chính tai ông được nghe và cả dân làng vẫn còn đồn nhau cho tới tận bây giờ. Thập niên năm 1968, tại một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi, tình hình chính trị Việt Nam lúc bấy giờ còn chiến tranh rất ác liệt. Ở miền Nam tuy rất phát triển kinh tế nhờ viện trợ của Mỹ, song ở nông thôn xa xôi vẫn còn nghèo khó khắc khổ. Ngược lại ở miền Bắc giàu đó đang là thời kỳ phục hồi các vết thương chiến tranh, xây dựng tổ chức lại đất nước và tích lũy để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ sắp tới. Thời ấy chiến tranh chủ yếu diễn ra trên miền Bắc, trước đây đã tàn phá nặng nề cơ sở vật chất. Các công trình cầu đường bị phá hủy, nhiều làng xóm bị đốt trụi. Sau năm 1954, miền Bắc đứng trước những khó khăn rất lớn về kinh tế, vượt qua được chỉ bởi sự ủng hộ hết lòng của dân chúng và sự lãnh đạo của chính phủ. Ngay sau khi chấm dứt chiến tranh, nhà nước thực hiện nhiều đợt cải cách ruộng đất, tịch thu không bồi thường đất đai của những người bị quy là địa chủ, chia cho nông dân thiếu đất. Sau đó nhà nước thực hiện chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, đưa tất cả nông dân miền Bắc vào hợp tác xã. Đồng thời chính quyền cũng tập trung phục hồi nông nghiệp. Dẫu thế ngôi làng mà gia đình ông bà Cảm sinh sống như tách hẳn khỏi thời cuộc. Ngôi làng với hơn 100 nóc nhà nằm ở một địa thế trũng của một bãi đất hoang rộng thênh thang. Khi mạ non mới lên thì trải dài ngút tầm mắt. Số này những năm phong kiến, chế độ phân cấp vẫn còn lớn lắm. Ngôi làng nơi gia đình ông bà Cảm sinh sống tên là Lam Điền. Sau năm, cũng thuận theo vòng xoáy thời cuộc. Tư tưởng phong kiến cổ hủ như ăn sâu vào trong máu từ lúc mới lọt lòng. Đàn ông là kẻ có bổn phận, sinh ra thờ cha, đi học thờ thầy. Đàn bà cũng vậy, ở nhà thờ cha mẹ, lấy chồng thờ chồng, chồng chết theo con. Việc trọng nam khinh nữ ăn sâu vào phần đông hơn 100 hộ dân làng, vốn quanh năm chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Và việc phân cấp làng Lam Điền cũng chỉ chọn các vị chức sắc là đàn ông, đàn bà thì ngồi mâm dưới. Làng Lam Điền cũng như bao làng quê khác, thuận theo cái thói ngàn đời, ấy là trong làng luôn có 10 cụ trùm trưởng. Trùm trưởng là người thuộc hàng các cụ, danh vị này ở làng quê đâu đâu cũng có. Người cao tuổi nhất trong số các trùm trưởng được dân làng tôn kính nhất, thường gọi là cụ nhất, người cao tuổi thứ hai gọi là cụ nhị. Khi trong số 10 trùm trưởng có một cụ qua đời, thì làng Lam Điền sẽ chọn người cao tuổi thứ 11 đưa lên để cho đủ số 10 cụ. Dẫu rằng mấy năm gần đây, văn hóa về làng cũng như chưa thể khai sáng ra tư tưởng trong đầu óc tối tăm của phần lớn dân làng. Nhưng gia đình ông Cảm thì ngược lại. Ông Cảm là bộ đội phục viên, về làng này ở đã ngót nghét 3-4 năm nay. Từ con kênh thủy lợi, hơn 100 nóc nhà là những ngôi nhà chát bùn đã cũ kỹ, nhỏ bé nằm thưa thớt sau những rặng rửa nước xanh ngắt. Những con đường đất san sát dẫn vào lối nhỏ, khá hẹp và càng khó khăn hơn khi gặp phải trời mưa bão. Nằm trong lối nhỏ có vẻ hoang tàn đó là căn nhà chát đã phủ đầy rêu bụi của gia đình ông Cảm, một nông dân chính gốc. Nói của đáng tội, căn nhà mái rơm chát bùn của gia đình ông Cảm dạo đó chẳng khác gì cái ổ chuột, bẩn thỉu cũ kỹ và bốn phần ọp hẹp.
Căn nhà còn bẩn cùng đến độ bất cứ ai có dịp đến chơi hay ghé qua còn phải chau mày. Bốn dĩ mảnh đất hoang này được ông bà Cảm khai phá và rào lại bằng mấy tấm phên lép được chát bùn lấy ở dưới sông. Chưa nào được tường hoa gạch mộc như mấy nhà trong làng. Căn nhà siêu vẹo nằm im lìm dưới hai cây đa già và rặng dừa nước. Quanh nằm xỏa bóng, tán lá che kín ánh sáng mặt trời, nên có điều vắng lặng và thâm u lắm. Hai cây đa thần lớn cỡ ba người ôm, lặng lẽ úp lấy ngôi nhà. Lại nằm trong một con đường hoang tàn đầu làng Nam Điền. Mặc cho con ngõ dẫn vào nhà ông bà Cảm, xung quanh cũng có độ 5-6 nóc nhà. Nhưng con ngõ đó nằm ở một góc biệt lập mé tây làng. Chục mái nhà lụp sụp, đứng xa ngó lại có thể hình dung mấy căn nhà như nơi nhốt lợn hay hố xí bỏ hoang vậy. Dãy mái hiền với tàu lá dừa rủ xuống mốc meo, lớp rêu xanh điểm những lá đa vàng úa đã mục đuống một nửa. Đám cỏ gấu phất phơ ngập đầy trên mái, tầng lá đa rụng đầy trên lớp rơm rạ mốc xanh mốc đỏ, chứng tỏ đã lâu lắm ông bà Cảm không thèm dọn dẹp. Từ hàng rào dâm bụt cao ngang ngực người lớn đến cánh cổng ọp ẹp được cố định mấy cây tre bằng dây mơ thay cho bản lề. Dẫn bước vào trong là cái sân đất rộng bằng một cái chiếu hoa, lỗ chỗ vết chân chó xen vết chân người, lại ngập trong đống đất mới đào dở, vết đào còn rất mới. Đập vào mắt bất cứ ai có dịp đến thăm gia chủ, bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình đều được thu cả vào trong nhà như một cái kho chứa đủ thứ thượng vàng hạ cám. Dù nhỏ bé tiêu điều, nhưng căn nhà vẫn tuân theo lối xây ngàn đời nay, ấy là gồm có một trái và hai gian. Bên cạnh là giếng nước mọc rêu xanh, cái cầu múc nước treo lủng lẳng dưới tàn cây khế. Gian đầu là buồng ngủ của hai vợ chồng ông Cảm, bức vải màn mỏng manh lướt thướt rủ ngoài cửa buồng, cũng như bức phên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà. Làm căn buồng chỉ cần đứng ngoài ngó vào là thấy sạch không góc chết. Cánh cửa chính làm bằng thứ gỗ sồi ọp ẹp siêu vẹo đã mục một góc theo thời gian. Đã vậy còn thủng lỗ chỗ mấy khe hở ở ngay chính giữa cửa và mấy chân phên liếp đã bị mưa bào mòn đến lộ cả chân khỏi nền đất. Căn nhà tồi tàn cực độ, có lẽ đáng giá nhất là bộ bàn ghế bằng gỗ nhãn kê giữa nhà, nơi ông bà Cảm dùng để tiếp khách. Một chiếc giường tre rãy rát, kê ngay bên cạnh bàn thờ làm bằng tấm ván. Ba cái bát nhang im lìm nằm đó càng làm tôn lên vẻ tồi tàn của gia chủ. Trần nhang đã nguội lạnh từ lâu, một lớp tàn mỏng rụng xuống chỉ còn trơ ra mấy cọng màu đỏ nhạt, dài cỡ ba đốt ngón tay. Nói trắng ra bàn thờ được tận dụng bằng việc để trên cái tủ gỗ kê thẳng cửa chính, từ ngoài nhìn vào giống như cái chạn đựng bát. Những mớ mạng nhện chẳng chịt quấn trên đám chân hương thưa thớt cỡ ba bốn que lại làm chứng cho một thời gian khá lâu. Chủ nhân không hề cúng lễ. Rồi ở giữa nhà, chiếc bàn gỗ ngập ngụa chuyên chén, cốc sứ, đóng cạn vàng trên miệng, một cái bát điếu ngập sái thuốc và dăm ba cái kèo chảy nước bà hàng xóm mới cho con bé con, còn để đó chưa ăn, rồi đang bay vo ve. Chiếc giường ngủ của ông bà Cảm kê ở gian ngoài, bên trái nhà theo hướng cửa chính, dưới cái nền nhà lỗ chỗ như tổ ong bầu là mấy cái dép vứt chỏng chơ, mỗi nơi một chiếc. Tấm vải màn ngả chưa cuộn lên hết đã ngả màu cháo lòng. Một cái võng sờn mép cây sắt cuối giường. Gầm giường là đám khoai sắn lót trên ổ rơm, nhìn qua đùn lên hệt như tổ mối. Nơi đầu giường còn chai dầu củ là cạn nửa. Mấy cái gương cầm tay và xăm ba mớ kim chỉ cũng dồn hết lên đó. Cánh cửa sổ chắp vá nhìn ra phía sau là con sông thâm u, cùng hàng dừa nước rũ bóng, làm cảnh nghèo nàn tăng lên mấy phần nữa. Hầu hết bất cứ ai đến đây đều có chung cảm nhận, căn nhà cực kỳ lôi thôi, bừa bộn. Trên nền đất âm ẩm vì cơn mưa còn chưa khô đất, đống chấu nằm im lìm, có chỗ còn vung vãi dính nhẹp nước hệt như lúc hót phân chó còn vương ra. Góc bếp xếp lố nhố ít rơm khô và bó củi mục có chiều ẩm ướt lắm. Nồi niêu vất chỏng chơ, mấy cái đã sứt miệng nằm ngửa trong những cái rế tre, dằm ba cái gáo rửa lông lốc, lăn nghiêng lăn ngửa. Đám bỏ hóng bám đen kịt lên mấy thanh luồng trên cái mái cao hơn đầu người một cánh tay. Trên bãi cho chấu tanh bành nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ chầu đầu vào nhau, nghiêng mình nằm theo thế kiềng ba chân. Có lâu lắm chẳng được nấu nướng gì ra hồn. Bên ngoài cửa bếp lại dán một tờ giấy bùa u linh tịch, là thứ dùng để xua đuổi tà ma, khá quen thuộc ở cái làng này. Và ở ngoài bếp
quàng gánh, liềm, đống quần sa tanh, áo quần bày đầy ra cây sào mốc meo. Kể thêm một chút về ông bà Cảm. Ông Cảm là bộ đội phục viên, năm nay ngoài 40 tuổi. Thân hình ốm đói trong cái áo bộ đội cũ sờn, gương mặt khắc khổ, tướng đi lật đật, chân tay quanh năm bám bùn, có chỗ còn đọng lại vàng ố nơi 10 đầu ngón chân, đủ để nói lên những thiếu thốn thường nhật. Nếp nhăn chất chẳng chịt, tô điểm thêm trên gương mặt bé bằng hai ngón tay chéo đó là bộ râu quai nón rậm rạp. Đôi môi dày thái vội được hai đĩa thịt, thâm xì vì nghiện thuốc, càng làm cho ông Cảm như già đi độ chục tuổi. Bà Cẩm vợ ông năm nay cũng ngót 40 cái sơn xanh. Hai ông bà chuyển về vùng đất này thấm thoát đã 12 năm. Bởi cô con gái út của ông bà là con Thìa, năm nay cũng đã 12 tuổi đầu. Đúng ra ông bà Cảm còn cô con gái lớn, nhưng đã không may chết trong một loạt bom đạn khi vừa tròn 2 tuổi. Xác của cô con gái lớn không may yểu mệnh, được ông bà chôn ở làng cũ tận mạn Hải Phòng. Thường ngày ông Cảm làm nghề thồ gạch thuê, hôm nào vãn việc thì cắp giỏ đi mỏ ốc. Bà Cảm vợ ông thì đảm đương việc chăm sóc mấy sào ruộng và kiêm thêm cái nghề bán hàng nước ở ngã ba lối dẫn vào làng để đáp đổi thêm đồng vào đồng ra. Nhưng ai ngờ rằng, cũng chính từ cái quán nước đó, chính từ lòng thương cảm từ đáy lòng đã đẩy gia đình ông bà vào những sự việc dị thường mà cả đời hai vợ chồng cũng chẳng thể nào quên. Như đã kể, bà Cảm mở một cái quán bán nước và mấy thứ đồ lặt vặt ở ngã ba đầu làng, dưới gốc cây gạo, cách khu mả nơi táng thân người làng khoảng non một cánh đồng. Ngày hôm ấy chẳng hiểu sao từ sáng đến tận giữa trưa mà không một khách khứa nào qua lại. Ngó nhìn không gian rạt một màu âm u, cái nắng chói chang của trưa hè tháng 6 ban nãy đã biến mất, thay vào đó là mây đen kéo đến ùn ùn. Gió lốc cuốn đám bụi bặm trên con đường đất bay mịt mù, mấy rặng tre khẽ oằn xuống phát ra thanh âm kéo kẹt, kéo kẹt. Cái bụi sậy ở rìa sông trẻ ra làm như hai chòm tóc đứa con nít lên ba, nhìn thật dị thường. Bà Cảm thở dài, nhanh tay gói ghém mấy cái bánh nếp, tích nước trà xanh, mấy cái kẹo lạc, rồi tính dọn hàng về ăn cơm, vì thời tiết này chắc cũng chẳng có khách. Đang lùi cùi gói hàng thì bất ngờ, bà Cảm giật mình vì cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm. Bà ngẩng đầu lên thì thấy một thằng bé ở chuồng, da rẻ trắng bệch, đã lù lù đứng trước mặt từ bao giờ. Rõ ràng quán nước của bà nằm ở chỗ ngã ba rất thoáng, người đi từ đầu đường đã thấy, vậy mà thằng bé này xuất hiện lúc nào bà cũng chẳng hay. Và một điều lạ nữa là nhìn nó lạ lắm, chắc chắn không phải trẻ con làng này. Sau mấy giây định thần, bà Cảm nhìn thằng bé rồi căn vặn. Mày là con cái nhà ai? Dùng tố thế này không ở nhà mà ra đây làm gì? Hay mày lạc mẹ hả? Đứa bé lắc đầu không đáp, đoạn chỉ tay vào đĩa bánh nếp rồi cứ dán mắt nhìn chăm chăm. Bà Cảm đoán chừng thằng bé đói lắm, dù gia cảnh chẳng có gì giàu sang, nhưng sẵn tính thương người, bà thở dài lấy ra cho nó một cái rồi bảo. Này, cầm lấy mà ăn, bà cho. Nhanh mà về đi không mưa gió, sét đánh chết bây giờ. Thằng bé cầm cái bánh rồi lấy ra một nắm tiền đặt lên chõng tre, vẫn giữ nét im lặng quay đi không đáp. Nhìn cái tướng đi lật đật như con rối gỗ giật dây, bà Cảm lấy làm lạ nên dừng tay, hướng mắt nhìn dõi theo. Thằng bé đi về hướng tây, nơi dẫn ra một con đường đất sát bên hàng dừa, gần nhà thằng Nhẫn cạnh nhà bà, rồi thoát biến mất sau hàng cỏ dại rậm rạp. Bà Cảm tò mò lẩm bẩm. Quái lạ, thằng này là con cái nhà ai mà đi về hướng đó nhỉ? Mà sao da rẻ nó trắng quá, cứ như chết trôi ấy. Dẫu thế tiếng đi đùng trên tầng không đã kéo bà Cảm trở lại thực tại. Bà cuống cuồng dọn đồ rồi kéo kẹt cái quang gánh nhanh chóng trở về nhà. Bà Cảm vừa về đến nhà thì cơn mưa ầm ầm trút xuống như bão. Ông Cảm lúc ấy cũng vừa ôm cái giỏ tre lao vội vào nhà, ngó nhìn tiết trời một màu trắng xóa. Ông ngắn ngầm thở dài. Sao năm nay mưa lắm thế bà nhỉ? Khéo mất mùa là bỏ mẹ. Bà Cảm với lấy cái khăn mặt ngả màu chóng lòng đưa cho chồng lau đám nước mưa bám trên tóc, trên mặt rồi ngán ngẩm bảo. Thời tiết biết đâu đằng nào mà lần. Thế này có kiếm được chút nào không ông? Tôi chả biết này bước chân nào ra đường, mà chả có ma nào mua hàng.
Ông Cảm vắt cái khăn mặt lên vai, đoạn tiến lại mở giỏ cho vợ xem rồi bảo: hôm nay chúng to, chiều hết mưa bà lựa ra, con bé để nhà ăn, con to đem ra chợ chiều bán. Bà Cẩm nhìn giỏ cá đầy ấm áp thì mừng lắm, đoạn như sực nhớ ra điều gì, bà lần tay vào cặp quần, tháo vội cái kim băng rồi lần ra ba lớp vải. Nhanh tay móc ra một nắm tiền, bà vui sướng reo lên khe khẽ: ông ơi, lúc nãy khi dọn hàng về, tôi gặp một thằng bé lạ lắm. Nó không phải con cái nhà ai trong làng mình. Tôi thấy nó nhìn chăm chăm vào đĩa bánh thì thương tình cho nó một cái, vì dù sao bán ế ăn cũng trả hết, thế mà nó trả tôi ối tiền. Ông Cảm cảm mừng hỏi lại: có sự ấy hả bà? Bà Cảm chìa nắm tiền trước mặt chồng. Ngay lập tức cả hai vợ chồng giật mình, nắm tiền trong tay bà rơi xuống nền nhà đang ẩm vì nước mưa hắt vào từ ngoài cửa. Bà hết nhìn chồng rồi lại nhìn đám tiền mà nét hoảng hốt hiện rõ trong nét mặt, vì đám tiền ấy là tiền âm phủ. Vốn hiểu tính vợ mình từ trước đến giờ là người sợ ma, ông Cảm chậm ngâm mấy giây. Cũng phải, vùng này từ xa xưa đã chiến tranh giặc giã, xương người lúc cày ruộng vẫn thường bật lên, dân cũng làm ngơ, coi như là xương con này con kia cho đỡ sợ. Ngay cả ông Cảm lúc cùng mấy người hàng xóm như đám thằng Địa thằng Tửng móc đất đắp nền nhà cho gia đình ông giàu nọ cũng moi được từng khúc xương vùi trong bùn lạnh. Thấy bà Cảm tỏ ra kinh sợ, ông cười bảo là xương trâu. Tụi len trâu lùa cả 700 con đi ngang qua, chết rồi bỏ xác luôn là chuyện thường, biết rồi đi đâu cũng gặp xương. Nói vậy, nhưng đợi bà Cảm ra chợ làm mâm cơm cho mọi người, ông cẩn thận cùng mấy người hàng xóm gom lại, bỏ vào một cái hũ sành. Khi xong việc đắp nền, thì hũ sành cũng gần đầy. Ông mang qua mảnh đất hoang cạnh nhà đào hố chôn, đắp mô đất nhỏ, đặt bát hương. Ông khấn vái: tôi là người từ xứ khác đến đây cư ngụ, nay vô tình động đến tiền nhân và các anh em nghĩa sĩ. Từ nay tôi sẽ hương khói nơi này, mong các bậc tiền nhân và hương hồn anh em phù hộ. Ông nhìn xung quanh, vùng đất hoang vu này là nơi ông gắn bó quãng đời còn lại. Chuyện về cái hũ xương ông không dám nói cho bà nghe, vì bà vốn sợ ma. Cứ đến tối là bà ở miết trong nhà, còn ông thì chẳng bao giờ tin vào cõi âm, vào thế giới của kẻ khuất mặt. Suy nghĩ mấy giây, ông Cảm giả bộ cười xòa rồi bảo: khéo đứa nào nó trêu bà, trẻ con làng này nó nghịch có tiếng rồi mà, lấy đâu ra mà ma với có. Mấy giây sau định thần, bà Cảm cầm nắm tiền lên rồi bực mình bảo: tổ sư bố nó chứ, nó trả tôi toàn tiền âm phủ ông ạ. Lúc ấy sắp mưa to nên tôi chẳng hơi đâu để ý. Ông Cảm cười bảo: thôi, coi như ở bố thí cho nó, đằng nào bà chả bảo tính cho nó là gì. Đoạn quay xuống bếp gọi to: thì ơi, sắp cơm đi, tí bố còn đi cất vó. Lúc ấy là tầm 10 giờ đêm, làng Lam Điền hầu hết 100 hộ dân đã chìm trong giấc ngủ mộng mị. Tiết trời tháng 6, ban ngày gặp cơn mưa lớn nên về đêm trời mát mẻ lắm. Từng luồng gió xe sắt mang theo hơi lạnh lạnh, kèm theo đó là không gian tối om, vẽ ra một khung cảnh thêm phần thê lương, ảm đạm. Ngôi làng vẫn chìm trong một màn đêm âm u, lâu lâu chỉ có tiếng con chó nhà nào từ đầu làng sủa lên ông ổng, rồi lại nén tiếng sủa trong cổ họng và rút đầu im lìm. Màn đêm như một liều thuốc ngủ vô hình, làm người làng mê mệt sau một ngày dài cực nhọc, bắn mặt ngoài đầu. Ông Cảm lúc này đã tỉnh dậy sau giấc ngủ sớm để chuẩn bị đi soi ếch đêm. Cây giống ếch hoa tử con nào con nấy to bằng cái bát ăn cơm, gặp mưa thì chui ra khỏi hang đông như hát bội. Ông Cảm nhẩm tính đêm nay mà chúng to thì số tiền tích cóp để dựng căn nhà sẽ có thêm chút đỉnh. Bởi lấy cái khăn màu nâu sồng đang máng ở đầu giường, ông Cảm quấn mấy vòng quanh đầu, khoác thêm tấm áo này đã sờn cũ, rồi lục tục trở ra ngoài đi vệ sinh. Đoạn ngồi co ro xuống chiếc bàn tre ọp ẹp kê bên nhà, đôi bàn tay chai sạn nhanh chóng rót ra bát nước chè đặc quánh còn tỏa hơi ấm, được ủ trong cái rành tích. Ông nhấp một ngụm lớn, xúc miệng ủng ục rồi nhổ tẹt xuống nền đất, đoạn với lấy cái điếu cày rít đến váng óc.
Bà Cảm cũng lục tục trở dậy chuẩn bị đồ cho chồng. Một cái đèn măng sông, một tấm áo mưa làm bằng lá cỏ, cái giỏ tre cỡ đại và dăm ba cái vó tép là đồ nể để ông Cảm hành sự. Đang ngồi đẩn mặt suy nghĩ vẩn vơ về số tiền cần để dựng căn nhà cho đàng hoàng, thì bất ngờ tiếng chó nhà thằng Từng hàng xóm sủa lên ông ổng. Tiếng chó sủa to quá làm ông Cảm giật mình sực tỉnh. Ông Cảm lẩm bẩm mấy câu trong cổ họng cho bó tức, rồi xỏ guốc tính bỏ ra sau nhà, vì sực nhớ ra quên mất cây đòn cản, vật bất ly thân của ông dùng để phòng thân khi đi đêm. Lạ thay con chó nhà thằng Từng vốn quen hơi ông, lại suốt ngày gục đầu ngủ. Trước giờ ông Cảm chẳng thấy nó sủa bao giờ, vậy mà đêm nay con chó quái thai cứ như trêu người. Nó chó móm sang nhà ông rồi chui lên từng tràng man dài, cặp móng chân cào lên nền đất nghe sồn sột. Ông Cảm điên máu tiến hẳn ra mở tung cánh cửa. Gió đêm kèm theo hơi lạnh sộc vào làm ông co rúm người lại. Ông Cảm trở ra sát hàng rào lẩm bẩm chửi tục. Tiền sử cha mày, ăn no rừng mỡ à? Làm gì mà cứ sủa ông ổng lên thế? Ông thì ông lại cho mày miếng bả bây giờ. Con chó thấy bóng ông Cảm thì lùi lại, cặp mắt nó trong đêm tối ánh lên cái thứ ánh sáng màu đỏ ma quái. Hai con người như hai hòn lửa cứ chằm chằm nhìn sang nhà ông, cổ họng vẫn gầm gừ từng tiếng nho nhỏ. Ông Cảm quát xong thì tiến nhanh ra sau nhà tìm cái đòn càn. Chưa đi được đến đầu hiên nhà thì con chó quái thai lại nhảy sổ lên hàng rào. Tiếng chu trong đêm vắng phát ra chói tai làm ông Cảm giật bắn mình. Ông Cảm cay mũi, giờ khóc giờ cười rít lên. Ôi giời ơi, mà bố nhà mày, làm ông giật mình đái hết ra quần rồi. Tí à, lấy đâu ra quần mà ông đi soi ếch đây? Ông Cảm điên máu vỡ lấy hòn gạch mộc bên hông nhà rồi nhè con chó mà ném. Chỉ nghe con chó ẳng lên một cái rồi cục đuôi chạy ngược vào sân. Dẫu vậy tiếng gầm gừ phát ra ông Sử vẫn nghe rõ mồn một. Vớ lấy cái đòn càn, ông bực dọc trở lên nhà trên, nhanh tay lột luôn cái quần đang bốc mùi khai nồng mà hậm hực bỏ vào buồng. Đang thay dở cái quần còn ẩm được máng ở cây tre trong buồng thì con chó quái thai lại gầm lên điên dại. Liền sau đó có tiếng đập cửa yếu ớt vọng ra. Ba tiếng tuy nhỏ lại gấp gáp, nhưng trong đêm vắng nghe rõ mồn một. Bà Cảm đang gói cho chồng nắm cơm muối vừng, nghe tiếng có thì mau mải tiến ra nhà ngoài, hắng giọng, đoạn nhanh tay mở cửa. Tiếng có cửa vừa vang lên, buồng con bé thìa cách chỉ độ chục bước chân, nên chỉ mấy giây đã tới. Bà Cảm lên tiếng giọng bực dọc khi cánh cửa đã mở toang ra. Đứa nào gọi cửa sớm thế? Đám mà bố chúng mày hay sao mà khó nhiều thế hả? Đổi lại bà chẳng thấy ai, chỉ có khoảng không u ám trước mặt cùng tiếng con chó nhà hàng xóm rên ừ ừ. Mấy cành dừa xòa xuống nằm im lìm, muôn hình vạn trạng. Bà Cảm lấy làm lạ, bà bước hẳn ra ngoài, không có ai. Bà thắc mắc và đảo một vòng quanh nhà, nhưng chẳng thấy ma nào ở đó. Bà Cảm đứng ngây ngốc mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng có tiếng gõ cửa mà. Hay là mình nghe nhầm? Có lẽ vậy. Tiền sư nó chứ, đúng là giả cả lũ lẫn rồi. Bà Cảm lẩm bẩm chửi thề một tiếng rồi trở vào căn nhà ọp ẹp, ngồi lại vị trí cũ tiếp tục nắm cơm. Lại tiện tay đong cho chồng mình ít rượu cho vào cái bầu đá, để đêm hôm lọ mọ nhấp hơi rượu cho nóng người. Bầu rượu chưa đong được một phần ba thì tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy, làm bà Cảm rùng mình, bất giác đánh rơi hút rượu trên tay. Bà mở cửa thật nhanh, miệng không nén nổi tức giận. Thằng chết đâm, còn chết chém nào đấy? Bà mà bắt được, bà dần bỏ cha mày ra. Chợt bà giật mình không nói thành lời nữa. Đập vào mắt bà ngay phía trước khoảng sân trước nhà có bóng dáng một đứa trẻ da rẻ trắng như bôi vôi, đứng lấp ló sau gốc cây mít trước nhà. Một nỗi sợ hãi vô hình bủa vây lấy tâm trí bà từ lúc thấy đứa bé này. Giữa màn đêm thâm u, da rẻ nó càng nổi bật hơn hẳn. Sau vài giây định thần, bà lắp bắp. Ông ơi, đứa bé ban chiều kìa. Ông Cảm vừa thay xong cái quần và nai nịt gọn gàng, nghe tiếng đun đẩy của vợ thì nhanh chân trở ra. Ngó thấy đứa bé đứng thập thò trước khoảng vườn, ông cả kinh hỏi vợ. Quái lạ,
con cái nhà ai nửa đêm nửa hôm không ở nhà còn sang nhà ta. Bộ nó không sợ tối rắn rết nó mổ à? Vốn là người cứng bóng vía, nói đoạn nhưng ông Cảm cũng nhanh chân tiến lại chỗ đứa bé đang đứng. Trước mắt ông là một đứa trẻ cởi chuồng, đi chân đất. Nhìn nó nhỏ bé đến tội nghiệp, nước da trắng như sáp, cơ thể đang khẽ run lên vì lạnh. Ông Cảm đứng nhìn đứa bé ngây ngốc rồi lẩm bẩm: thằng bé này già dẻ trắng trẻo, đích thị là con nhà giàu. Thế sao đêm hôm nó lại đi lạc vào đây nhờ? Chả nhẽ nó gõ cửa xong lại đi ra gốc mít. Quái lạ thật. Nghĩ xong chưa kịp lên tiếng hỏi thì đứa bé đã sơ ra một nắm tiền rồi chỉ tay vào trong nhà. Ông Cảm nhớ lại câu chuyện ban trưa của vợ nên hiểu ra thâm ý. Mặc cho bà Cảm đang ú ớ chôn chân tại chỗ, ông Cảm mau mải bước vào nhà. Thấy nắm cơm vợ mình mới làm bọc trong tấm lá chuối, ông Cảm tặc lưỡi vơ luôn, rồi rất nhanh trở ra nhìn thằng bé mà bảo: nhà ông không còn bánh đâu, còn nắm cơm muối vừng ông cho này. Thế mày là con cái nhà ai mà đêm hôm còn sang đây thế hử? Lạ thay, đứa bé đặt mấy đồng tiền ở gốc mít rồi lầm lũi bỏ đi. Bên nhà hàng xóm, con chó nãy giờ chỉ cúp đuôi lên ư ử. Ông Cảm cầm nắm tiền lên xăm soi, khuôn mặt nhanh chóng thất sắc, nhanh chóng quay ngược vào nhà với lấy cây đèn măng sông rồi rít lên: lại là tiền âm phủ. Bà đi với tôi xem nó là con cái nhà ai, là người hay là ma mà cứ quấy phá nhà mình thế. Nói rồi không để vợ đồng ý, ông Cảm xách đèn đi luôn. Bà Cảm dù sợ lắm nhưng cũng hớt hải chạy theo chồng mình. Bản thân ông Cảm vốn không tin cõi âm, có lẽ vì ông không học nhiều, cũng vì làm lụng sớm hôm cật lực chẳng rảnh hơi mà bàn chuyện ma với cỏ. Bà Cảm thì có phần tin, bởi những khi rảnh rỗi bà cũng tụm năm tụm bảy với những bà hàng xóm kể chuyện ma, chuyện đời. Hai ông bà lầm lũi bám theo đứa bé đến khúc sông thâm u sau nhà. Lạ thay, con đường đất nhỏ hẹp trơn trượt, ông bà phải bám chặt 10 đầu ngón chân rồi dò dẫm để không bị ngã. Vậy mà đứa bé đó cứ đi như không. Hai ông bà có cảm giác nó như lướt trên mặt đường vậy. Bất thình lình thằng bé thoát biến mất ở nơi bụi trúc rậm rạp, ngay trước tầm mắt của hai vợ chồng. Ông bà Cảm cả kinh nhìn nhau, thần trí của bà đã hoảng loạn lắm rồi. Bà run rẩy níu tay chồng rồi lạc giọng: Ông ơi, ma đấy, về ông ơi. Ông Cảm cũng thoáng chút rùng mình, nhưng bản lĩnh cứng cỏi rất nhanh đã sốc tâm trí ông lại. Ông nghiến răng chèo chèo, quay hàm bành ra làm đám râu quai nón rung lên theo mỗi tiếng cản giọng: ma hay người cũng phải làm cho rõ, mình không chọc nó mà nó chọc mình thì tôi đánh cho bỏ mẹ. Ông Cảm xăm xăm tiến lại, vạch đám cỏ dại đang đẫm sương rồi soi đèn, nhưng lạ thay chẳng thấy gì. Đoán rằng thằng bé kỳ lạ có thể rẽ vào con đường đất bên cạnh, hai ông bà định bỏ vào đó xem sao, thì bất thình lình cành trúc bên cạnh đường víu xuống ngáng chân làm cả hai giật mình. Liền sau đó ông Cảm nghe có tiếng khóc rì rì vọng ra ở sau bụi trúc. Linh tính mách bảo, ông Cảm giơ cây đèn lên rồi ngó đầu vào. Ngay lập tức ông kinh hãi lùi hẳn lại, mặt tái xanh, mồm há hốc. Bà Cảm bị tiếng thét của chồng làm cho ngã bệt ra đất, mồm lắp bắp, sợ đến vái đái cả ra quần. Cái gì đấy? Cái gì mà ông gào toáng lên đấy? Ông Cảm ra gà nổi dọc sống lưng, quay sang thúc giục vợ: Về báo cho dân làng, mau! Bà Cảm biết chồng mình nổi tiếng to gan, nếu đột ngột ông sợ đến thế, chứng tỏ ông mới thấy thứ gì đáng sợ lắm. Nghe hai vợ chồng báo tin, dân làng hơn trăm nóc nhà nhanh chóng đèn đuốc sáng rực triển sông. Đám trai đình theo lời ông trưởng làng dùng dao phay chặt phăng bụi trúc, mở ra một lối vào. Đập vào mắt họ là cảnh tượng một xác đàn bà chết ngửa bụng đang trong lúc phân hủy. Hai hốc mắt nhung nhúc dòi bọ, cơ thể trường lên, cảm tưởng chỉ chạm nhẹ là nổ tung. Người đàn bà bốc ra mùi hôi thối lợm giọng, trong tay vẫn ôm khư khư đứa con nít chừng lên ba ở chuồng, đang co quắp ôm chặt mẹ mình. Hai cái thây trường phành tỏa ra thứ mùi như xác chuột chết thối, làm cho ai nấy đều gặp bụng ói mửa.
Đám đông nhanh chóng tản ra xa, mặt mày ai nấy đều xám ngoét. Duy chỉ có vợ chồng ông Cảm là hãi hùng hơn cả, vì trên khóe miệng đang há ra của thằng bé và người đàn bà còn dính mấy hạt cơm. Dân làng sau giây phút bàng hoàng thì họ nhau đem cái xác của hai người ra nghĩa địa chôn luôn. Chứng kiến thảm cảnh đó, ai ai cũng cảm thấy mủi lòng, nhưng chẳng ai đủ can đảm tiến lại gần vì sợ. Ông Cảm lúc này mới tách đoàn người, thở dài rồi thốt lên. Đứa bé nó báo cho tôi ra nơi nó chết. Ẩu cũng là cái duyên cái nghiệp. Thôi thì để tôi an táng cho nó, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Nói rồi ông Cảm kêu mấy người đàn bà chạy về lấy cho ông chai dầu cù là. Ông dốc hết nửa chai ra lòng bàn tay, xoa nhanh lên mặt, đoạn quấn mấy vòng khăn quanh mũi miệng để xua đi mùi nồng nặc từ hai cái xác. Loài hoài gỡ mái chẳng ra, ông Cảm bế thốc hai cái thây đang quắp lấy nhau rồi trở lên đường, nơi có cái chiếu hoa dân làng đã trải sẵn. Hai cái thây nặng như đeo đá làm loài hoài mái cũng ở trên sông, không cách nào leo lên được. Bất thình lình một bên bàn chân của người đàn bà rụng xuống đất, làm ai nấy đều kinh hãi rú lên. Mấy kẻ yếu bóng vía co cụm lại một góc. Ông Cảm nhìn khuôn mặt bợt bạt phủ thũng, mấy chỗ đã rữa nát để lộ cả xương rồi lẩm bẩm. Tôi không đành để hai người nằm đây cho thú hoang rỉa thịt. Chỉ muốn an táng cho hai người một nấm mồ, xin đừng quấy phá nữa. Lạ thay, sau câu nói ấy hai cái xác nhẹ bẫng. Biết sự đã thành, ông Cảm nhanh chân trở lên. Ông trưởng làng nhìn hai cái thây trương phành, quắp chặt lấy nhau được đặt trên cái chiếu hoa, thì nhìn ông Cảm và dân làng bảo. Lúc chết họ đã không rời, giờ gỡ mãi không ra. Thôi thì chúng ta cứ táng chung một huyệt bà con ạ. Lời của ông trưởng làng thấu tình đạt lý nên được hưởng ứng luôn. Vậy là một nấm mộ vô danh được dân làng dựng lên ngay trong đêm để chôn thay hai cái xác đó. Trước khi ra về, nhìn nấm mộ hoang lạnh đang nghi ngút khói nhang, ông Cảm chỉ khẽ thở dài cho một kiếp bi ai. Cho đến tầm nửa đêm nhằm đúng 7 ngày sau, chàng Thượng Tuần đang soi tỏ từng nhành cây ngọn cỏ thì đột ngột xảy ra sự lạ. Bầu trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn và sấm sét đánh đinh tai. Cơn mưa ấy lớn như bão, cây cối ngả nghiêng như đùa cợt với những người nông dân đi đồng khuya. Chạy không kịp trời nổi bão. Ở giữa gian nhà, ông bà Cảm và cô Thìa con gái út đang vội vã rối rít tìm chỗ che những lỗ hổng trên mái nhà đã cũ kỹ. Bằng không đêm nay cả nhà chịu trận và chết cóng mất. Đang loài hoài đối phó thì bỗng nhiên từ đâu trên trời tiếng sét đánh liên hồi như tiếng gầm điên dại của con quái thú B-52 thời ông Cảm còn là một quân nhân, sấm sét liên tục, càng lúc càng hung tợn và ma quái hơn. Một tiếng sét nữa vang lên đánh thẳng đến khu nghĩa địa sau làng, làm khúc sông hoang lạnh được rọi xuống cả mồn một. Tiếng sét mạnh tới mức làm cho bà Cảm giật mình rú lên, đánh rơi cả chiếc đèn dầu đang cầm dở trên tay. Cho đến 2 giờ đêm, sấm sét đã vơi đi phần nào, nhưng mưa vẫn còn lớn lắm. Cả gia đình bà Cảm ngồi chụm lại một chỗ, chán nản nhìn ra màn mưa ầm ầm bên ngoài. Bà Cảm thở dài một chập. Cha hiểu thằng này. Nó ra làm sao mà mưa to gió lớn thế. Mấy cái vó ông hạ lúc chiều khéo lại bay sạch chứ chả đùa. Ông Cảm gật đầu rồi nhìn ra khoảng không đang oằn mình trong giông tố. Gió rít mưa giật làm mấy cây dừa trước nhà gãy cả tàu lá. Từng ánh chớp lập lòe xoay rọi xuống khoảng sân lầy lội. Mưa ầm ầm như chút nước. Gió rít lên từng hồi điên cuồng, đập vào tường như giận dữ. Ông bà Cảm và con bé Thìa ngồi co ro trên cái bàn uống nước. Bên ngoài từng ánh sáng lập lòe hắt vào qua lỗ hổng ở ô thoáng, kèm theo tiếng quật vùn vụt của phong ba. Không gian rạt một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút. Ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt ra, chốc chốc lại giạt đi, hắt hai cái bóng của ông bà và con bé lên tường như những bóng ma đang nhảy múa. Đang lo lắng hoang mang thì bà Cảm chợt tái mét mặt mày quay sang nhìn chồng. Lẫn trong tiếng động đinh tai và tiếng mưa đang dội ầm ầm xuống mái nhà có tiếng khóc ai oán lắm. Lúc đầu tiếng khóc nhỏ, sau cơn lớn dần cực kỳ chói tai. Cùng lúc đó là tiếng rú đến ghê rợn
và tiếng chu ầm ĩ của con chó nhà thằng từng hàng xóm cũng vang lên gấp gáp. Tiếng khóc não nổi nhưng mang đầy giận dữ sộc thẳng vào óc, làm bà Cảm có dự cảm không lành. Ông Cảm đang tóp má rít bì thuốc lào cũng đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt thất thần. Bà Cảm run rẩy kéo cao tấm chăn mỏng trùm kín người, rồi ngồi sát lại bên chồng lắp bắp hỏi: Ông nó ơi, ông nó có nghe thấy tiếng gì không? Ông Cảm dường như cũng nghe thấy thanh âm thoát tục đó nên gật đầu luôn. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần vọng ra từ bên hông nhà, rồi bỗng dưng im bặt. Hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau, thì ngay lập tức tiếng khóc đó lại vọng lên ngay sát cửa sổ, cách chỗ hai vợ chồng ngồi chỉ mấy bước chân. Bà Cảm run sợ bần bật quay sang chồng mà rằng: Ông nó ơi, có người khóc ở bên cửa sổ kìa. Sao giữa lúc bão bùng lại có người ở ngoài nhà mình chứ? Ông Cảm trong mày cho là vợ mình nói đúng lắm, nên cả hai ngồi im lìm cùng nhau nhìn ra cửa chính, xem ai đến ắt sẽ gõ cửa. Lúc lâu sau cũng chẳng có chuyện gì lạ, nên cũng cho là tiếng gió đội vào, cái ô thoáng gây ra, nên cả hai cũng nhanh chóng quên luôn chuyện đó. Dẫu thế, ông Cảm cứ trào lên một nỗi bất an, khó có thể giải thích được. Đêm đó cả ba người không tài nào chợp mắt được, nhất là ông Cảm, chỉ mong trời mau sáng để tìm hiểu chuyện kỳ lạ này. Tiếng cả gáy thanh thoát báo hiệu màn đêm không còn. Trời hết mưa, nhưng đường vẫn còn trơn ướt và đâu đó những cành cây vương vãi khắp sân do trận mưa lớn tối hôm qua gây ra. Bà Cảm cùng chồng thức trắng một đêm nên mệt mỏi lắm. Cơn giông bão vừa đi, hai ông bà quên cả mệt nhọc và cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt mà bảo nhau ra ngoài luôn. Chứng kiến cảnh tượng tang thương ấy, dân làng hồn phách đều lên mây. Ngôi mộ mới đắp bị sét đánh vỡ tan một nửa nắp quan tài, lộ ra hai cái thây trương lên cực kỳ quỷ dị. Lại một lần nữa dân làng hò nhau phủ tạm manh chiếu hoa rồi lấp đất lại. Sư cụ nghe tin cũng nhanh chóng có mặt, đàn lễ lập ra cúng từ sáng đến giữa trưa mới ngừng. Nhưng cũng từ đó làng này bắt đầu gặp cơn đại họa. Ba cái chết diễn ra trong vòng 2 ngày, làm dân làng hoảng loạn và rơi vào nỗi sợ hãi đến tột cùng. Những lời đồn đại về thế giới cõi âm đang ngự trị trong làng này làm mọi người không ai dám ra khỏi nhà lúc chiều tà. Trong làng không khí lúc nào cũng rợn rợn âm u. Thức dậy mệt mỏi sau một đêm không ngủ, ông Cảm vẫn gắng trở dậy nai nỉ gọn gàng rồi vội vã cắm đầu sang nhà ông trưởng làng, nơi có hai vị bô lão đã chờ sẵn. Chứng kiến mấy cái chết thương tâm, từ chiều qua cả đám đã hẹn nhau ở nhà ông trưởng làng để cùng nhau tìm gặp thầy Hoàn, một đạo sĩ có tiếng trong vùng, không ít lần cứu sống những người bị ma quỷ hành. Đường sang làng thầy Hoàn khá xa, lại trèo xuồng nhỏ. Phải mất 3 tiếng đồng hồ cả đám mới đến được nhà thầy Hoàn. Nhà thầy Hoàn nằm sát tít trong con ngõ nhỏ, xung quanh vắng vẻ. Thỉnh thoảng có treo những lá bùa tiếng phạn, tiếng tàu vắt vẻo trên cây hai bên đường nơi dẫn vào nhà. Thầy Hoàn sống một mình, bởi lẽ ai cũng biết, hành nghề đạo sĩ thì gia đình luôn gặp nạn. Vợ và các con thầy vì bị ma quỷ trả thù mà lâm bệnh chết. Dường như đã đoán từ trước, khi ông Cảm và đám chức sắc vừa tới nơi, thầy Hoàn bắt chuyện ngay. Có phải các ông đến đây vì ngôi mộ mới đắp bị sét không? Ông Cảm có phần giật mình, nhưng ông bình tâm trở lại và kể hết thầy những gì tai nghe mắt thấy đêm hôm đó. Từ việc thằng bé xin cơm, đến một huyệt hai mạng, rồi cả cơn giông tố, tất tần tật không sót thứ gì. Nghe xong thầy Hoàn quả quyết: Hai cái xác ấy chết oan, lại thêm thằng bé con chết yểu, nhưng làng ông không thiêu xác chúng nó mà lại đem chôn ngay. Suối quẩy làm sao nhằm ngay vị trí âm thịnh, nên oan khí đã tích tụ rất nhiều, và nếu lên cao thì sẽ phạm luật ngũ hành, nên sẽ bị sét đánh trúng. Mặt ông Cảm xanh ngắt, không giữ được bình tĩnh. Cảm giác này còn hơn là cảm giác mà ông gặp các thây người nằm ngổn ngang trong trận bom dội năm xưa. Ông trưởng làng thay lời ông Cảm rồi hỏi: Vậy bây giờ làng con phải làm sao hả thầy? Thầy ơn đức giúp dùm làng con với ạ. Thầy Hoàn có vẻ suy nghĩ mấy giây, đoạn giơ tay bấm độn rồi thở dài bảo:
làm lễ cho vong linh siêu thoát thì ta đảm đương được. Có điều làng ông còn phải bỏ mạng. Việc xét đánh ngôi mộ đó chỉ là phần nào. Còn người làng ông gây ra tội đào mộ quốc mà, làm cho người chết cũng không yên thân mới đáng nói. Vòng đó nặng lắm. Giờ các ông lại chặt đầu nó đem về làng bùa, thì thứ cho ta nói thẳng, ta không cứu được. Mấy người nhất loạt há hốc mồm nhìn nhau, rồi cùng xúm lại gặng hỏi. Có sự ấy thật sao? Xin thầy chỉ cho chúng con xem nó là đứa nào, kẻo làng gặp họa. Thầy Hoàn trong mày rồi bảo. Mé Tây làng, mệnh hỏa, thiên can, mậu, địa chi, tí, chính là nó. Ông cảm cả kinh bảo. Mé Tây làng mà mậu tí, thì là thằng Tửng chứ ai. Tửng đang chùm chăn co ro trên giường. Sau khi chứng kiến mấy cái chết liên tiếp, Tửng đâm ra hoảng loạn lắm. Đang sống dở chết dở thì đám bô lão, ông cảm và ông trưởng làng sộc vào nhà. Sau một hồi đe nẹt, biết chẳng thể chối tội, Tửng tái mặt kể lại rành rọt từng chi tiết về cái đêm định mệnh đó. Trời càng về khuya càng lạnh, trên con đường độc mộc dẫn ra nghĩa trang làng Lam Điền, lúc nửa đêm không một bóng người lai vãng. Cái tiết trời và tháng mở cửa mà đêm nay trăng sáng vằng vặc, hàng trăm nấm mồ tán thây người làng đủ kích cỡ, hình thù đang căng mình dưới sắc vàng, làm cho cái không khí thêm phần liêu trai. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng, u uất chỉ còn bóng ba người đàn ông cắm cúi, nhắm thẳng một ngôi mộ cuối nghĩa địa, mới chôn thay hai cái xác mà tiến bước. Bốn bóng đèn chẳng phải ai xa lạ, chính là lão Sâm làm nghề thầy bùa và ba gã đàn em của lão tên Kháng, Bon và Tửng. Lão Sâm năm nay ngoài 40 tuổi, ba gã đàn em thì ngoài 20. Cả đám không nói với nhau lời nào, chỉ lặng thinh tiến bước. Trên vai Tửng và hai gã kia lỉnh kỉnh đồ nghề, nào là xà beng, búa đinh, mấy chai dầu. Vầng trăng đang chiếu rọi từng nấm mồ rêu xanh, thì bất giác mây đen ở đâu kéo đến. Ngay lập tức một màn đêm đen ập xuống khu mà, đem theo từng cơn gió xe sắt lạnh cóng. Cơn mưa hôm qua làm đám bùn lầy dẫn vào ngôi mộ nằm khuất sâu cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của bốn gã. Mặc kệ hơi lạnh sộc vào tận gan phổi, bốn gã xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ. Kẻ đi đầu trên tay đang cầm nắm nhang to tướng được bọc trong một tờ giấy dầu, chốc chốc lại khẽ ngoái đầu ra sau làm mấy khớp xương cổ kêu răng rắc, chính là lão Sâm. Lão Sâm thân hình gầy nhặn, hai hốc mắt trũng sâu như con ma đói, lúc nào cũng ánh lên những tia nhìn độc ác. Lão xuất thân đâu phải người vùng này, người ta chỉ biết lão làm nghề thầy cúng ở tận miền Nam giạt ra. Lại nghe người ta đồn nhau lão học được hết đạo pháp bên tàu, lại tinh thông bùa ngải của người Miên, nên trong làng phàm nhà ai cần ma chay tế lễ động thổ, xây lại mộ huyệt hoặc đặt lại thế đất, lão đều được mời tới để phân kim định huyệt. Bằng ánh mắt không che được nét hoang mang, Tửng ngừng một hơi chấn an rồi tiếp tục lục lại dòng hồi ký hãi hùng. Mưa bỗng chốc rơi mấy hạt, từng cơn gió thổi vù vù càng làm cái rét kim sâu vào da thịt. Bọn ngập ngừng mấy giây rồi quay sang lão Sâm bảo. Thầy Sâm, cho tụi tôi dừng lại tìm chỗ khuất gió chầm điếu thuốc, lạnh cóng cả da thịt rồi. Lão Sâm đang xăm xăm bước đi, nghe thấy tên đàn em nói chợt quay lại bảo. Nửa đêm rồi, chúng mày dừng lại châm thuốc chẳng may có ai đi ngang qua đây, rồi thấy thì biết làm thế nào. Kháng đỡ lời. Nửa đêm rồi, trời rét căm căm lại chuyển mưa thế này, bố ai mà ra đây, thầy khéo lo. Lão Sâm lúc này cũng đang thèm thuốc lắm, lại muốn lấy thêm dũng khí nên đắn đo mấy giây bèn gật đầu đồng ý. Bốn gã chụm đầu trong một ngôi mộ nhỏ, che được cả gió và mưa, rồi móc gói thuốc ra châm bốn điếu thuốc mà rít lấy rít để. Tửng là đứa trẻ nhất trong đám lúc ấy mới quay ra hỏi. Ủa thầy Sâm, thế à, nửa đêm mưa gió đi quật mộ thế này, rồi lấy đầu lâu người ta làm gì? Sao không tìm đại đứa nào rồi giết bén đi mà chặt đầu, còn đỡ sợ hơn là như này? Bọn quay ra gắt nhẹ. Mày con lớn mà không có khôn,
câm cái mồm thối đi không, lấy đầu mà cứ như đi chợ lấy mớ rau không bằng. Nói đoạn Bon quay sang hỏi: Thầy Sâm, sao không lấy ngay từ ngày đầu tiên mà phải đợi đến tận hôm nay, tức là ngày thứ 7 mới hành xử? Lão Sâm tóp má rít một hơi thuốc rồi bảo: Chúng mày ngủ lắm, đó là tổ yêu cầu. Rồi thằng kia, mày mở mồm là đòi giết người ta rồi chặt đầu. Mày nghĩ dễ lắm à, loại ngu dốt. Từng thắc mắc: Ủa, sao bao nhiêu ngôi mộ cũ mới đủ kiểu ở đây, sao không chọn đại một cái mà đào đi, lại cứ phải chọn mộ đó mà đào vậy? Lão Sâm quắc mắt nhìn Tửng rồi rít lên qua kẽ răng: Mày ngu nữa, tổ yêu cầu là phải đầu lâu của trẻ con, mà phải chôn xuống đất đúng 7 ngày mới cho linh nghiệm. Oán khí càng cao thì bùa luyện ra càng mạnh, đáp ứng đủ hai yêu cầu đó tổ mới chứng. Chỉ cần có được nó thôi, nửa đời sau chúng mày theo thầy, đảm bảo tiền bạc nhung lụa xài mấy đời không hết. Nói đoạn đít nốt hơi thuốc đã cháy cả đầu lọc rồi bảo: Nhanh, nhanh cái tay lên, chậm tí nữa là trời sáng là hỏng chuyện đấy. Bốn gã lại lầm lũi trèo qua hơn chục ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đang vùi mình dưới mưa gió. Thoáng chốc đã tới huyệt mộ nằm sâu trong góc nghĩa trang, mộ mới chôn còn chưa mọc cỏ. Bốn gã không ai bảo ai cắm mặt đào xới, đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của chúng có phần nặng nhọc. 15 phút trôi qua, tiếng xẻng chạm vào gỗ phát ra tiếng cộp khô khốc. Kháng ném cái xẻng lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài, nhanh tay gạt đi đám đất lúc này đã nhão nhét vì gặp nước mưa. Chẳng mấy chốc nắp quan tài đã lộ ra một màu vàng xỉn dưới ánh sáng chớp tắt của cái đèn pin con thỏ đang bật tắt liên hồi trong tay thằng Bon. Tửng, ném cho tao cái xà beng, nhanh lên mày. Bon nhảy xuống khỏi nắp quan tài rồi luôn miệng hối thúc Tửng. Tửng đặt cái bọc to tướng xuống cạnh huyệt mộ rồi lấy ra một cái xà beng dài cỡ hai cánh tay người lớn rồi đưa cho Bon. Lão Sâm bất ngờ lên tiếng, giọng lão nghe trịnh trọng lắm: Chờ một lát, để thầy làm việc đã. Nói rồi, lão nhảy lên một ngôi mộ có mái che được xây theo kiểu kiến trúc cung đình Huế, rồi rút trong người ra một xấp giấy dầu. Lão vò vò mấy tờ rồi nhanh tay châm lửa đốt. Bó nhang trong tay lão cháy sáng rực. Lão nhanh tay phẩy phẩy vài cái thì ánh lửa tắt lịm, chỉ còn một làn khói xanh mỏng tỏa ra mờ mờ. Đoạn lão Sâm cắm hết bó nhang xuống đầu huyệt mộ. Mấy que nhang bốc khói nghi ngút rồi tắt lịm dưới nước mưa. Tưởng thấy lạ thắc mắc: Thầy Sâm ơi là thầy Sâm, không nhanh lên là trời sáng bây giờ, thầy lại còn đi thắp nhang giữa lúc mưa gió mà làm gì? Kháng vẫn đang xới cho đám đất cạnh quan tài rộng ra để lấy chỗ đứng mà cậy nắp, cũng gật đầu đồng tình. Lão Sâm nhếch khóe môi cười nham nhở mà rằng: Tao không có thừa hơi mà làm mấy việc bao đồng. 7 que nhang đó ứng với 7 vía của thằng bé trai, cũng là 7 ngày chôn cất cái xác vào lòng đất. Mà thôi, nhanh tay lên mày, hơn nửa đêm rồi đó. Bon dốc chai dầu xoa nhanh lên mặt, tiện xoa luôn lên mặt Kháng. Đôi tay thoăn thoắt siết lại tấm vải che mũi, rồi nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào khe hở đoạn đầu quan tài rồi ra sức bẩy. Tiếng mấy cây đinh vang lên răng rắc. Hai gã làm nhanh gọn lắm nên chỉ mấy phút sau, hai cái thầy đã lộ rõ mồn một. Quan tài chôn chưa lâu nhưng lại sát bờ ruộng, lại gặp mưa suốt một tuần tầm tã nên nước đã ngập vào lưng lừng. Quan tài làm bằng thứ gỗ tạp nên vài chỗ đã ọp ẹp lắm. Hai cái thầy trương phành vẫn co quắp bám chặt vào nhau, da thịt nhão ra tạo thành một lớp váng nhờ nhờ dưới ánh sáng của cái đèn pin con thỏ. Một mùi hôi thối tẩm lợm hòa cùng nước mưa quyện đặc vào mũi, làm hai gã gặp người ói mửa. Đến cả Tửng và lão Sâm trên miệng lỗ cũng phải nhăn mặt quay đi. Sau giây phút tẩm lợm đó, lão Sâm ném cho Kháng cái cưa sắt nhỏ nhưng vô cùng sắc bén rồi hối thúc: Nhanh nhanh lên mày, sắp sáng rồi. Kháng quấn thêm hai vòng chiếc khăn dài cỡ hai thước quanh miệng để hạn chế mùi hôi thối của hai cái thây chết rữa trong quan tài. Gã lấy cái cưa rồi nhằm cái xương cổ thằng bé bắt đầu hì hục. Thanh âm rột rột phát đều đặn, lãnh khốc. Lúc cưa được chục nhát thì bất giác Kháng kêu thét lên,
bỏ luôn cái cưa chìm nghỉm trong đống máu thịt tanh ngòm mà lao lên miệng huyện. Đất bùn gặp trời mưa nên trơn trượt làm gã trượt mạnh, vô tình đẩy Bon ngã sóng xoài vào quan tài, đè lên hai xác chết. Máu mỡ của hai thầy ma dính bết lên người, Bon kinh hãi hét lớn, vô tình nuốt vài ngụm chất dịch chứa đầy váng mỡ vào bụng. Hai gã kinh hãi gào lên rồi lấy hết sức bình sinh mà bỏ mà lết ra ngoài. Lão Sâm và Tửng thần sắc lên mây, ngồi bệt xuống, mồm há hốc á khẩu. Bon lồm cồm bò lên rồi lao nhanh xuống mảnh ruộng đang ngập nước mưa mà lăn lộn, nôn ọe cho cái thứ máu mỡ đó trôi đi. Nếu có ai vô tình đi ngang qua nghĩa địa lúc nửa đêm mà gặp cảnh đó chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết. Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, lão Sâm lấy lại bình tĩnh lao xuống mảnh ruộng, rồi kéo Bon lúc này đã bay mất ba phần hồn vía lên bờ. Tát mạnh cho hắn ba cái, Bon mới hoàn hồn. Lão Sâm quay sang Kháng hỏi dồn dập. Cái gì thế? Cái gì mà mày gào toáng lên thế? Kháng run giọng lắp bắp. Nó. Lão Sâm gắt lên. Tiền sư mày, nó cái gì? Mày làm tao giật mình tí vỡ tim đấy. Nó làm sao? Kháng lắp bắp chỉ tay xuống lỗ huyệt. Nó cái xác còn sống. Lão Sâm á khẩu, hai mắt lạc thần quay ngoắt lại nhìn cái huyệt mộ nhơ nhớp đất bùn. Mùi tử khí vẫn bốc lên nồng nặc. Lão ngờ vực hỏi lại. Mày nói cái gì? Xác còn sống sao? Nực cười. Hai cái xác chết trường chôn cả 7 ngày rồi, làm sao mà sống? Kháng lắc đầu nguẩy nguẩy không dám lại gần quan tài. Cực chẳng đã, lão Sâm phải trở lại, rồi kêu Tửng đang núp sau một ngôi mộ không xa. Hai gã mòn men lại gần quan tài, rồi lia cái đèn pin con thỏ vào trong đống máu thịt nhơ nhớp. Tay không quên lăm lăm cái xà beng. Chỉ thấy trong đám máu mỡ bè bét đó nổi lên một cái đầu có hai hàm râu dài cỡ một gang tay, toàn thân màu vàng óng. Tửng rọi đèn rồi căng mắt nhìn kỹ, rồi nói giọng xíu cợt. Tiền sử cha nhà chúng mày, có con cá chê mà mày cũng sợ đái ra quần. Thế mà lúc nào cũng luôn miệng bản lĩnh. Nói rồi, Tửng đón cái xà beng rồi lao xuống. Một tiếng phập khô khốc phát ra, cái xà beng nhễu ra một dòng máu đỏ tươi. Con cá chê bị đâm xuyên qua đầu, giấy giấy vài cái rồi chết tươi. Kháng lúc này đã hoàn hồn mới tiến lại bảo. Còn mẹ mày, nàm bố mày, tí thì hồn vía lên mây. Sau khi hoàn hồn, Kháng cũng lao nhanh xuống huyệt mộ, rồi cùng Tửng bừa phăng cái đầu còn dính nguyên máu mỡ ròng ròng. Mấy miếng da thịt nhễu ra từng mảng được chúng rửa qua bằng vũng nước ruộng, rồi cho nhanh vào một cái túi vải, nhanh chóng lấp đất trở về. Lúc đó là 1 giờ sáng, ngày thứ 7 hạ thổ chôn cất hai cái thây. Vừa ra đến đầu nghĩa địa thì một tia sét đánh thẳng xuống, làm 4 gã rú lên, đoạn cuống cuồng cắm đầu chạy về nhà. 1:30 sáng, từng tiếng gió vụ vụ đập vào ô cửa nghe lạch cạch, kèm theo mưa giật chớp lòe. 4 tên đào mộ sau khi tắm rửa tinh tươm bèn bắt tay ngay vào nghi thức gọi hồn mà lão Sâm nói là phải làm trước 3 giờ, không được chậm trễ. Căn nhà gỗ ven sông của lão Sâm leo lét ánh đèn dầu. Kể ra là ban ngày thì cũng chẳng có ai qua lại, vì căn nhà lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo vì hương khói. Lão Sâm nhấc cái bọc còn nhễu nước mưa và đất bùn lên, rồi sai thằng Bon cầm lên một cái chậu. Lão lấy nước nóng cẩn thận kỳ cọ vào những mẩu thịt vụn còn sót lại trong hốc mắt và hộp sọ của thằng bé. Khánh ngồi xem thì tò mò hỏi nhỏ. Thầy Sâm, rồi khi nào thì dùng được? Lão Sâm chăm chú kỳ cọ và trầm giọng bảo. Phải thờ phụng đủ 7-7-49 ngày cho tổ chứng thì mới thành. Thuật này chú trọng nhất là thời gian và thư phù đúng lúc. Trong 7-7-49 ngày này, ta phải liên tục gọi hồn lên nhập vào cái đầu lâu, rồi thư ếm trói buộc, không cho vòng nó thoát ra. Tửng gặng hỏi. Rồi dùng nó để làm gì? Quả thực tôi chưa rõ. Lão Sâm gắt nhẹ. Mày ngu lắm. Nó có thể sai khiến điều khiển vong hồn đi do thám, thu thập tin tức từ những nơi xa xôi. Thậm chí sư phụ ta bên miền còn thực nghiệm cho ta thấy loại bùa chú này cũng có năng lực đoạt mạng người.
và đầu lâu trẻ con chết oan là điều kiện tiên quyết khi luyện bùa. Sau khi cái đầu lâu trơ ra là một cái hộp sọ trắng héo, Lão Sâm cẩn thận lấy rượu trắng kỳ cọ thêm cho thật sạch, lại lấy khăn lông lau khô cả những kẽ răng, hốc mắt, rồi đặt ngay ngắn trên một cái bàn thờ giấu sau bức rèm, lúc nào cũng lập lòe hương khói. Lão dặn phải cúng cơm một ngày 3 lần, tuyệt không được thiếu bữa nào. Còn việc tụng niệm thần chú để dẫn dụ và trói buộc linh hồn thì lão là người trực tiếp đảm nhiệm. Mọi việc vẫn bình thường như mọi ngày, Lão Sâm vẫn đều đặn đi cúng tế hay chấn yểm cho một vài gia chủ trong làng, nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi căn nhà quá một ngày. Những đám cúng kiến ở xa, Lão Sâm đều từ chối hết, lấy lý do sức khỏe trong người không ổn. Lão Sâm ngày ngày đều đặn 3 bữa cúng cơm cho cái đầu lâu đã bắt đầu khô đét, lại ám khói hương nên bắt đầu chuyển màu vàng xỉn. Lão cũng không quên ngày 3 lần, vào 3 thời điểm cố định trong ngày là 12 giờ đêm, 3 giờ sáng và 12 giờ trưa làm lễ gọi hồn và áp vong vào cái đầu lâu. Đám ông cảm nghe đến đây thì ai cũng rùng mình, cả đám im lặng chờ đợi. Mấy giây sau, Tửng mới đủ can đảm tiếp tục. Ngày thứ 48. Thầy làm gì mà cho gọi bọn tôi qua sớm vậy? Kháng ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Lão Sâm nhìn 3 thằng một lượt và gằn giọng. Chúng mày đúng là lũ ngu độn, chỉ biết lo hưởng thụ. Có biết hôm nay là ngày gì không? Bọn gái đầu đáp. Không phải ngày mai mới là hạn 49 ngày sao? Thầy gọi tụi tôi qua đây định ăn mừng trước à? Lão Sâm hầm hè. Coi chừng ta xài bùa vặt đầu tụi mày. Ngày mai là thư ếm đủ 77-49 ngày cho pháp lực mạnh nhất. Ngay bây giờ, các người chuẩn bị cho ta những thứ này, tuyệt không được thiếu sót. Từng gấp gáp. Thầy cứ giao phó, tụi đàn em xin hết lòng lo liệu. Lão Sâm hờ một tiếng rồi ra vẻ trịnh trọng. Ta phải chuẩn bị nghi thức triệu hồi phần phách còn thiếu của thằng bé chết oan đó. Đó chính là oán khí tích tụ lớn nhất của nó khi nó chết. Bản thân nó lại là một đứa bé, nên phần oán khí đó mãnh liệt và ghê gớm lắm. Ta cần 3 người chuẩn bị cho ta đầy đủ những pháp cụ cần thiết. Những thứ đó gồm có con người của con chó mực, vải đỏ, tim gà, đọt chuối non, 3 thúng sôi nếp. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần 12 giờ trưa. Lão Sâm lầm rầm đọc khẩu quyết gì, 3 gã nghe không rõ. Chỉ thấy sôi nếp náo nặn thành một hình nhân, đọt chuối làm chân tay, còn người chó mực làm mắt. Sau đó dùng tăm cây dâu vẽ mắt, mũi, miệng, tóc hệt như một người con trai. Lão đặt trước án hương hình nhân ban nấy đã được bọc vải đỏ. Xung quanh hình nhân là 7 ngọn nến đã cháy đỏ, mà lão bảo đó là 7 vía của thằng bé. Đúng giữa trưa, lão cầm sấp bùa màu vàng tiến lên hương vị, rồi chấm đầu kiếm vào lá bùa. Tay phải bắt quyết nín thở một hơi, vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa, miệng lầm rầm đọc chú. Chỉ thấy hình nhân khẽ cử động, 2 tròng mắt đỏ rực hướng về án hương chậm chậm. Xung quanh 7 ngọn đèn cầy bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương, mang theo cái hơi ẩm hôi thối xộc vào, làm ánh sáng trở nên nhập nhoạng như sắp tắt. Như có một sức mạnh kinh hồn, án hương rung lên bần bật, cái đầu hình nhân bằng đất lăn lông lốc nhễu ra cái thứ đất bùn màu vàng sệt hôi thối. Từng hốt hoảng thoát lên. Cái gì thế này? Lúc này Lão Sâm mới đứng dậy, phủi tay mấy cái rồi quay lại bảo. Là tổ chứng, thành công rồi. 3 gã không hiểu chuyện gì, lại nghe thấy Lão Sâm luôn miệng bảo là tổ sư chứng giám, bùa đã luyện thành thì vô cùng vui sướng. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày cuối cùng, ngày thứ 49. Kháng, Bon và Từng đã tụ tập đầy đủ ở chính điện nhà Lão Sâm từ rất sớm. 3 gã đã không thể chờ đợi được cái giây phút chứng kiến pháp lực của bùa ngải, thứ sẽ mang lại tiền bạc, giàu sang và phú quý như lời Lão Sâm nói. 3 gã xếp bằng ngồi trước tấm màn che phủ, bên trong vẫn tỏa ra ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cầy và thoang thoảng mùi trầm nhang. Lão Sâm đọc một bài chú bằng tiếng Phạn dài lắm, rồi thư ra 2 đạo bùa cháy đỏ rực. Bất chợt, bát hương đang bốc khói nghi ngút chợt cháy bùng lên.
Trong cái làn khói mờ mờ bập bùng ánh lửa đó, lão Sâm chợt hét lên rồi lăn đùng ra giấy giấy vài cái. Một giây trước thôi, hình ảnh thằng bé với gương mặt rữa nát vừa hiện về, nhìn lão bằng cái nhìn u uất. Có chuyện gì thế? Tưởng kinh hãi lao lên, vỗ vỗ vào người mấy cái thì lão bừng tỉnh. Lão thất kinh co rúm người lại, rồi một mạch bỏ chạy ra khỏi gian phòng thờ. Cái không khí lạnh lẽo tràn ngập chính điện. Bà gã chưa biết ra sao thì bất chợt trong góc phòng cất ra một tràng cười lanh lảnh, làm ba gã á khẩu, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra ngoài, mỗi người một ngả. Kháng chạy cắm đầu trở về nhà mình, rồi nhanh chóng khóa chặt cửa nẻo. Đèn đóm trong nhà gã bật sáng choang, rồi cứ thế leo lên giường chùm kín chăn, rồi rên hừ hừ như người sốt rét. Tháng 7 cô hồn lại mưa lâm râm, làm cái không khí trở nên u tịch và vô cùng ảm đạm. Kháng đang co ro trong chăn thì há hốc mồm, kéo tấm chăn xuống ngực rồi nhìn chằm chằm ra cửa. Những tiếng xẹt 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 đều đặn dội vào tai gã mỗi lúc một lớn dần. Kháng kinh hãi hét lên vì nhận ra đó chính là thanh âm lúc gã nhận cái cưa sắt từ tay lão Sâm, rồi cưa đứt đầu cái thây trong quan tài. Kháng đạp chiếc chăn bông rồi định tung cửa tháo chạy, nhưng dường như hai chân gã không theo ý muốn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, kèm theo mùi hôi thối tẩm lợm sộc vào óc, làm gã á khẩu chồn chân tại chỗ. Đập vào mắt gã là một cảnh tượng mà sống đến bây giờ chưa bao giờ làm gã kinh hồn táng đảm đến thế. Đó là nơi góc phòng tăm tối lúc này lù lù một thân ảnh nhơ nhớp máu thịt, quần áo dính bết bùn đất và không có đầu. Trên cái cổ bị xẻ nham nhở, chốc chốc lại ọc ra từng nhúm máu đen sì, hôi thối cực độ, nhễu ra theo mỗi bước chân. Xoáy vào óc gã là một tràng thanh âm khủng khục, lạnh lẽo như vọng về từ chốn nào xa xăm lắm. Trả đầu cho tao, trả đầu cho tao. Tiếng xoẹt xoẹt mỗi lúc một lớn dần theo mỗi bước chân của cái thây đang trương phình nhảy nhụa máu mỡ. Hồn phách gã bay đi hết, hai mắt hắn trắng dã lạc thần. Kháng mở cánh cửa, lầm lũi mặc kệ gió mưa mà tiến về góc bếp. Gã lục tung lên và móc ra một chiếc cưa sắt đã hoen dỉ, nhếch mép cười, đoạn đặt cái cưa đã cong lưỡi lên cổ. Từng tiếng xoẹt xoẹt làm lưỡi cưa dần dần kim sâu vào da thịt, máu thịt nát bấy chảy dọc theo lưỡi cưa, rồi lá chá xuống nền bếp ẩm thấp. Gã tựa cưa đầu mình, rồi vài giây sau, giấy rủa trong vũng máu tràn hòa nơi nền sân và chết tươi. Bên tay gã, tiếng cười the thé bỗng nhỏ dần và mở đi vì con mắt đã trợn trừng trắng dã. Ông Cảm nghe thằng Từng kể đến đây thì thở dài bảo: Bảo sao chết những ba mạng, số mày lớn lắm. Bây giờ khai mau, cái đầu đó ở đâu, để vật cũ hoàn chủ, không thì nó vật mày chết. Theo lời Từng chỉ dẫn, cả đám thấy cái đầu lâu ám khói trên ban thờ nên mau chóng mời thầy Hoàn về cúng, đoạn đem ra nghĩa địa chôn luôn. Đạt lễ diễn ra 2 ngày 3 đêm mới xong. Thằng Từng sau dạo ấy hóa điên luôn, chỉ có ông Cảm và mấy người là hiểu nguyên do. Sau dạo ấy, gia đình ông Cảm hương khói cho hai cái thây luôn. Gia đình ông cũng từ đó mà ăn nên làm ra lắm. Cuộc sống của hai vợ chồng từ đó trở nên vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Có lẽ đó chính là do vong hồn của hai cái thây ma đã về để trả ơn cho công sức mà ông đã hương khói cho họ. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành, yêu mến của tất cả quý vị đã dành cho Duy Thuận. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng hai câu chuyện ngày hôm nay quý vị sẽ cảm thấy hay và thích thú nhé. Và nếu cảm thấy đạt yêu cầu của mình đã đặt ra, quý vị cảm thấy thỏa mãn với hai câu chuyện ngày hôm nay, hãy dành cho Thuận một like cũng như một chia sẻ. Còn nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này nó chưa đủ hay với mình thì hy vọng quý vị hãy để lại những comment, những đóng góp để cho Duy Thuận cũng như tác giả Mạnh Ninh sẽ ngày càng phát triển hơn. Duy Thuận và tất cả các tác giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sẵn sàng đón nhận tất cả những lời góp ý chân thành, văn minh của tất cả quý vị. Hy vọng rằng kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sẽ được đồng hành cùng quý vị thật là lâu.
Và chúng tôi, những người trong ekip luôn luôn cố gắng để tạo ra những sản phẩm chất lượng, những sản phẩm hay nhất là gửi tặng tới cho tất cả quý vị, để quý vị có những giây phút giải trí thật sự là thoải mái. Và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ luôn luôn ủng hộ, đóng góp cho kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Hy vọng quý vị nào là những người lần đầu tiên đến với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, hoặc những quý vị nào đã nghe một vài lần rồi mà chưa đăng ký kênh, hãy dành tặng cho Thuận một lượt đăng ký cũng như một lượt like quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì cũng đã trễ rồi. Duy Thuận xin chúc cho tất cả quý vị sẽ ngủ thật ngon và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm.